Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 5 Tây tháng 3 năm 2017. Chúng ta học tiếp cái phần số 5 của cái phân loại tâm theo nhân, theo môn, theo cảnh, theo thọ và phân loại tâm theo phận sự. Thì như chúng ta biết là cái bài này là cái bài chúng ta ôn lại. Và trong cái phần mà nói về cái phận sự, tức là cái công việc mà cái tâm nó phải làm, tức là những cái tâm của chúng ta khi mà nó khởi sanh lên trong tâm của mình thì nó có cái chức năng, nó có cái phận sự của nó phải hoạt động. Và trong cái phần này á, cái cách trình bày của sư cô là sư cô sẽ nói qua những cái điểm chính của 14 phận sự này. Và cái đây đó là để khởi đầu cho cái việc mà sư cô sẽ trình bày lại. Nói trình bày lại vì trước đây đó là cái phần mà lộ ngũ này đó, là luôn luôn sư cô cũng có nói đến, nhưng mà nói một cách rất là tổng quát, khi cần đề cập nó thì nói. Cái phần mà chức năng của tâm này đây đó, đặc biệt là 14 cái phận sự đó, là giới thiệu một cách tổng quát để đi vào cái phần chánh này, tức là chúng ta sẽ học về lộ trình tâm. Và cái cách trình bày của sư cô là sư cô sẽ trình bày những cái tâm, những cái lộ trình tâm thuộc về dục giới. Rồi sau khi mà chúng ta đã học được những cái này, để chúng ta thấy được những cái hoạt động của nó ở trong tâm của chúng ta hàng ngày nó như thế nào, vì chúng ta là người cảnh dục. Thì sau đó khi chúng ta học đến sắc giới thì chúng ta sẽ học cái lộ trình tâm về sắc giới. Học đến vô sắc giới thì chúng ta sẽ học lộ trình tâm về vô sắc giới. Và đến siêu thế thì chúng ta học cái này. Chứ sư cô không có giảng một lần là tất cả những cái hoạt động của tâm á, từ trong cái tam giới cho đến siêu thế là không giảng như vậy, bởi vì chúng ta rất là khó nắm bắt, cho nên là chỉ trình bày trong cái phần dục giới. Và phần dục giới là những cái phần rất là căn bản mà chúng ta phải hiểu để mà chúng ta thấy cái tâm của mình nó làm việc như thế nào. Thường khi tu thì chúng ta nói là tu tại tâm, một cái câu nói rất là vắn tắt, nhưng mà để hiểu được những cái hoạt động của tâm thì chúng ta lại phải học trong cái giáo pháp của chính Đức Phật. Sư cô nói giáo pháp trong chính Đức Phật bởi vì có những cái phần người ta cũng trình bày về tâm, nhưng không phải chính của Đức Phật. Chính của Đức Phật thì khi mà giảng về tâm thì tất cả nằm trong vi diệu pháp. Còn nếu nó ra khỏi cái tâm, ra khỏi cái phần vi diệu pháp thì đó là phần trình bày, không phải của trong chính của Đức Phật. Và vì vậy đó là cái cách sư cô muốn tách nó ra như vậy, để cho mình theo dõi. Với lại là từ là trở đi đó, trong cái phần mà sư cô trình bày đó, ôn lại để chúng ta nhớ. Chúng ta nhớ, chúng ta phải cố gắng để nắm bắt hiểu rất là rõ. Thì như vậy cái lợi ích nó sẽ đem đến cho chúng ta. Chứ còn nếu mình học như là đi nghe thuyết pháp thì không phải. Lớp vi diệu pháp này không có thuyết pháp. Lớp vi diệu pháp này là trình bày một cái tạng chính yếu trong tam tạng kinh điển, đó là tạng vi diệu pháp. Và cái tạng này khi mà chúng ta nắm được những cái phần cốt lõi, cái then chốt của nó, bởi vì đây nó là những cái từ ngữ gốc trong tam tạng kinh điển, khi chúng ta nắm được á thì chúng ta có một cái chiếc chìa khóa bằng vàng để chúng ta có thể hiểu được kinh và hiểu được luật và ứng dụng những cái này đó là đúng như là lời Phật dạy. Còn nếu không thì chúng ta sẽ hiểu theo cái kiến thức của mình, theo cái trình độ của mình, theo cái cách hiểu biết riêng của mình. Vì vậy những gì chúng ta ứng dụng là chúng ta ứng dụng theo kiến thức riêng của mình, chứ cũng không có phải hiểu biết và ứng dụng như lời Phật dạy. Và chúng ta ngộ nhận rằng đó là tất cả những điều Phật dạy, không phải như thế. Thành ra sư cô mong mỏi rằng là những điều tuy giảng có lặp đi lặp lại, nhưng mà về sư phạm thì nó rất là lợi ích cho cái người nghe. Bởi vì vậy mình sẽ ghi nhớ. Trong cái cách trình bày lặp đi lặp lại này thì bao giờ sư cô cũng có mở ra, tức là khi mình lặp lại thì lập tức có thêm nữa,
và có mở ra nữa để cho mình có thể hiểu rộng hơn chút và hiểu sâu hơn chút. Đó là cái cách mà sư cô trình bày như vậy, để cho những cái vị nào mà cái tâm nhanh nhẹn quá khi mới vừa nghe ôn lại là không muốn nghe, thì như vậy là mình sẽ không có thể thấm sâu được. Vì cái giáo pháp thì chúng ta cần phải hiểu rõ và cần phải thuộc nữa. Vì như chúng ta biết đó, hiện nay đó là ngay ở Miến Điện đó thì người ta vẫn chủ trương rằng đó là Tam Tạng Kinh Điển nó phải thuộc lòng. Cái điều này thì đối với Ấn Độ nó trở thành cái truyền thống trong tất cả những cái tôn giáo, không riêng về đạo Phật. Thành ra cái việc mà chúng ta học và thuộc được đó, đó là một cái phước báu cực kỳ lớn lao. Bởi vì nó rèn luyện cho chúng ta có một cái sở hữu tưởng đúng. Từ cái sở hữu tưởng đúng này đó thì nó sẽ tiếp cận với những cái định hướng về tâm linh của chúng ta, thì nó sẽ là cái nền để nó khởi sanh về trí tuệ, về tâm linh. Còn nếu khi mà chúng ta tiếp nhận mà chúng ta là cứ dùng cái kiến thức của mình để chúng ta phối hợp đi và chúng ta hiểu theo ý mình, thì cái đó là một cái tai họa do mình tạo ra cho mình mà thôi. Cho nên chúng ta cố gắng, chúng ta tiếp nhận và chúng ta học hỏi những gì trong Tam Tạng Kinh Điển. Còn những gì kiến thức của mình nó chỉ là mở đường để cho mình tiếp nhận một cái mới, một cái tốt hơn thôi, chứ không phải là cái đó là một cái cản trở. Cái đó cũng không phải là cái mà để chúng ta sử dụng mà hiểu những cái điều Đức Phật dạy theo ý chúng ta. Nhớ cái điều đó rất là quan trọng. Ngay đi tu thiền mà lệch lạc cũng chỉ vì chúng ta muốn hành thiền theo ý chúng ta. Nghe giáo pháp lệch lạc vì chúng ta muốn hiểu theo ý chúng ta. Và cái đó là một cái ngã nó đã chi phối ở trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, từ trong luân hồi cho tới bây giờ. Và nếu chúng ta không nhận thức ra thì nó sẽ tiếp tục mãi như thế. Đó là cái sự vận động của nó, do cái sự hiểu biết mà chúng ta không phân biệt về thế nào là một cái chân lý thuộc về thế gian, một cái chân lý thuộc về cái chân lý tuyệt đối. Tức là chúng ta không phân biệt được pháp tục đế và pháp chân đế. Bây giờ khi mà vào cái phần phận sự này đó, thì nó có tất cả 14 phận sự. Nhưng mà đầu tiên sư cô trình bày ba cái công việc của tâm. Mà ba cái phận sự này, ba cái việc làm này đó, thì nó lại đi một chùm, cho nên là khi giảng sẽ giảng một chùm với nhau. Đó là cái chức năng hay là cái phận sự của tâm á, nó có chức năng là tục sinh, có chức năng hộ kiếp và có chức năng tử. Đây là cái hoạt động của tâm, cái phận sự của nó phải làm trong cái luân hồi của cái đời sống tất cả chúng sinh. Chúng ta có thể biểu thị một cái đời sống chúng ta bằng một cái đường dài như thế này. Là như chúng ta nói rằng cái sự sống nó bao gồm sinh và tử. Sự sống không phải chỉ có sinh và không có tử, nó bao gồm cả cái này, hai cái. Thường thường chúng ta chỉ thấy có một phần, không thấy có phần thứ hai, nhưng thật sự nó bao gồm. Hơi thở chúng ta đi vào là nó sinh, đi ra là tử. Nếu nó chỉ có một cái thì không có sự sống. Tất cả những gì chúng ta ăn uống vào thì nó phải đi ra. Vì cái đó là một cái hoạt động thường xuyên trong cái pháp sinh diệt của nó. Bản thể của nó là như thế. Tất cả đều là vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái vô thường này có nghĩa là nó sinh diệt, nó biến đổi luôn luôn. Như vậy cái sự sống của một cái chúng sinh thì khi mà cái cuối cuộc đời nó đây á,
Đó, đây là cái phần tử. Thì đây nó liền kề là cái sinh. Nó đi sát nhau như hai cái vòng tròn thôi. Đây là tử. Thì liền kề đây là sinh. Và như chúng ta biết đó, là cái hoạt động của nó có nghĩa là khi cái tâm thứ nhất này đó mà nó có cái gì thì nó để lại cái tài sản cho cái thứ hai. Nói theo cái từ Phật học á, thì cái tử này nó làm duyên cho cái sinh. Như vậy đây là cái kiếp sống mới. Khi nói cái kiếp sống mới đó, thì cái tâm tục sinh này, sinh này nó bắt nguồn từ tâm tục sinh. Tức là nó làm cái chức năng mà nó tiếp tục cái cuộc sống của nó. Thì cái tục sinh này đó, như tôi hiểu đó, là nó mới. Còn nơi đây nè, đây là tử. Bắt đầu cái này là sinh đây. Thì như chúng ta biết cái tâm tục sinh này, sau khi nó làm xong cái nhiệm vụ tục sinh của nó chỉ có một sát na thôi. Một sát na sinh rồi. Thì nó tiếp theo đó, tiếp theo nó làm một cái chức năng thứ hai của nó. Nó gọi là hộ kiếp, làm cho đến cuối cùng đó là nó làm cái phận sự thứ ba của nó là tử. Như vậy nó có ba cái công việc nó phải làm, làm chức năng tái sanh. Rồi đó, chính cái tâm tái sanh này hay tâm tục sinh này đó là nó hộ trì hết cái kiếp sống này. Và cuối cùng thì nó làm cái nhiệm vụ thứ ba của nó là tử. Như vậy nó làm ba công việc. Một cái tâm tục sinh này nó làm ba công việc. Bây giờ chúng ta ôn lại thế nào là cái tâm tục sinh đây. Cái tâm tục sinh này đó, nó chính là tâm quả. Như vậy chúng ta tái sanh bằng tâm quả tục sinh. Thì vậy cái hộ kiếp này cũng là tâm quả. Và cái tử này nó cũng là tâm quả. Như vậy là chúng ta có mặt trong thế gian này với cái hình hài này á là do quả nghiệp của mình. Điều đó không thể sai khác được. Mình muốn từ chối hay là muốn mà phá vỡ nó đi á là do cái ý riêng của mình. Còn cái luật của nó là như vậy. Chúng ta muốn tạo tác cái gì chúng ta tạo tác, nhưng nó là như thế đấy. Nó vận hành theo cái luật của nó. Và khi chúng ta nói luật thì không có thể nào có một ai can thiệp vào được. Dẫu cái người đó là thần, là thánh, là ma, là quỷ, là con người, không có can thiệp vào cái luật này. Nó vận hành. Như vậy chúng ta nhìn đây. Khi trong tâm của chúng ta những cái quế nhiễm khởi lên, những cái tham dục chúng ta khởi lên, những cái buồn lo sân hận chúng ta khởi lên, những cái tâm tối trong tâm chúng ta phát sanh lên, thì nó trổ liền cái quả trong tâm. Điều này là cái điều mà chúng ta ít có biết. Chúng ta chỉ cứ nghĩ rằng cái quả nó trổ sanh đó là khi nào nơi chúng ta này, mà nó có câu thông dưới bên ngoài và liền nó trổ ra, nó thành cái cảnh ngộ của chúng ta. Cái cảnh mà chúng ta bắt buộc phải tiếp nhận, phải xử lý, phải sống ở trong đó, thì chúng ta mới coi nó là cái quả. Nhưng mà thật ra quả nó trổ hai chặng được. Cái chặng thứ nhất ấy, là khi đó cái ý chúng ta khởi lên đó, là trổ quả liền. Khi cái lời nói chúng ta phát sanh ra
Thì cái lời nói chúng ta nói ra là do từ trong ý, do từ trong ý chúng ta. Ý thì nó dẫn trổ cái quả nghiệp. Và khẩu chúng ta vẫn trổ quả nghiệp, và thân hành của chúng ta vẫn trổ quả nghiệp. Cả ba cái đều trổ quả nghiệp cả. Thì như vậy, chúng ta nói bằng lời hay là chúng ta ứng xử, tất cả những cái hoạt động này về ý thân khẩu này đều trổ nghiệp, đều trổ cái quả cả. Nhưng mà nó trổ liền trong tâm, trổ liền. Và khi nó trổ như thế đó, nó tích lũy lại thành một cái dòng nghiệp. Và cái dòng nghiệp này đó, nó nằm trong cái tập khí của chúng ta, tức là nó nằm trong cái thói quen của mình, nó nằm trong cái tâm tánh của mình. Cái tánh mình ra sao thì chính nó là cái tích lũy cái dòng nghiệp của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp. Và khi chúng ta sống như bất cứ một cái hình thể nào, bất cứ một cái chúng sinh nào, thì chúng ta có tâm tánh. Và chính cái tánh đó chính là những cái tập khí mà kiểu như một dòng nghiệp á, nó đã tích lũy được và nó mạnh mẽ trong tâm của chúng ta, nó in hình như thế. Thì khi mà nó bất cứ đó, giờ phút nào mà cái tâm chúng ta khởi lên điều gì, trổ quả tức khắc. Một sát na khởi lên thì một sát na trổ quả. Nó trổ liền ở trong tâm. Và nó đóng góp vào trong cái dòng nghiệp từ vô lượng kiếp đến nay. Như vậy nó sẽ tiềm phục trong tâm chúng ta. Cái phần thiện cũng như cái phần bất thiện. Như vậy nó chờ có những cái yếu tố bên ngoài. Đây, những yếu tố bên ngoài. Và khi chúng ta bắt cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh pháp vân vân, thì những cái yếu tố này, những yếu tố mà thuộc về cái lộ ngũ đây nè, khi chúng ta tiếp nhận nó thì liền những cái phần thiện hoặc bất thiện nó trổ sao. Đây, có một cái dòng nó tiếp nhận đây, người ta phần phân đoán đây, thì đây nó tiếp nhận để nó tạo tác nên một cái mới. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là tất cả những cảnh này, vì ở trong tâm chúng ta chứa cái gì, thì khi nghe người ta nói, thấy người ta xuất hiện, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm, thân mình xúc chạm, thì liền mình phát sanh lên cái ý. Thì như vậy tất cả những này nó đều do cái tâm tánh chúng ta mà nó khởi sanh lên. Cho nên mỗi người có cái sở thích riêng, có cái ý muốn riêng, có một cái khuynh hướng riêng, có một cái quyết định riêng, có suy nghĩ riêng. Thì tất cả những cái riêng đó, tất cả những đưa đến cái quyết định của mình đó, chính là sự thôi thúc về cái dòng nghiệp ở trong tâm của mình. Nó nằm trong cái tâm tánh của mình, khiến cho mình ứng xử vậy, khiến cho mình suy nghĩ vậy, khiến mình nói năng vậy, khiến mình quyết định vậy. Và tất cả những gì mình quyết định, nó là cái sự vận hành về cái nghiệp của mình. Và mình tiếp tục cái dòng sống của mình trôi chảy là như thế. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta, kể những khi cái tâm chúng ta đó là nó giống như nó mệt mỏi, nó mờ mờ ảo ảo, nó giống như nó bạc nhược, nó không còn muốn cái gì nữa cả, nó vẫn tạo nên quả bất thiện, bởi vì nó thuộc về si, nó vẫn tạo tác. Ngay khi chúng ta không muốn tạo tác gì hết thì nó vẫn tạo tác. Cho nên đừng trưởng một cái trạng thái tâm mệt mỏi, một cái trạng thái tâm bạc nhược, không còn muốn cái gì nữa, không còn thiết tha gì nữa, và cứ buông trôi, nó muốn tới đâu thì nó tới. Đừng tưởng nó không tạo tác, chính nó đang tạo tác nên
những cái quả bất thiện thuộc về si. Cho nên trong cái tu tập đó là chúng ta làm thế nào đó, dẫu cơ thể chúng ta mệt mỏi, bạc nhược, nhưng mà chúng ta luôn ý thức, nhận biết ra cái điều đó thì chúng ta mới thoát được. Còn nếu không chúng ta sẽ không thoát. Nó tạo tác đến như vậy. Chứ không phải khi mình tỉnh táo, khi mình có tính toán, khi mình có đo lường để mình biết mình muốn cái này, mình làm cái này, hoặc khi mình không vui, mình biết phải làm cái gì chẳng hạn gì. Dĩ nhiên cái phải đó, dĩ nhiên cái biết đó, nó vẫn nằm trong cái ánh sáng của cái si, cái màu sắc của cái si. Màu đó là cái màu xám, màu đen tối, hay đó là những cái màu mà nó đẹp đẽ, nó đầy cái sự quyến rũ. Đừng có tưởng tâm si chỉ có một sắc xám, đừng tưởng tâm si chỉ có một cái màu mờ đục, mà nó đầy những cái màu sắc quyến rũ. Bởi vì đó là si có mặt trong tham thì nó hết sức là quyến rũ. Cũng giống như là những cái con thiêu thân mà nó thấy cái ánh sáng từ trong cái ngọn đèn hắt ra đó, nó là cái gì cám dỗ vô cùng, không thể không đến được. Thì chúng sinh với những cái dục vọng, dục lạc ở thế gian này đó, thì những cái dục vọng trong tâm đó, nó sẽ đi đến những cái dục lạc đó, nó đầy những cái màu sắc, đầy cái sự cám dỗ. Và như vậy những cái này chỉ khởi lên bằng ý thôi, nó vẫn tạo ra những cái quả. Phục chế nó nằm ở đây. Trong tất cả 7 cái tâm quả bất thiện này đây, do 12 cái tâm bất thiện hoạt động đây, thì có một tâm quả đưa đi tái sanh. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Vì vậy tâm tục sinh này có 19 tâm tục sinh. Thì thứ nhất nó có tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Đó là cái tâm tục sinh thứ nhất. Như vậy đừng tưởng rằng phiền não không đưa đến tục sinh. Tục sinh trong cõi khổ. Đừng tưởng rằng dục vọng không đưa đến tục sinh. Dục vọng cũng đưa đến cái sự tái sanh trong cõi khổ. Thường dục vọng đưa chúng sanh đó tái sanh vào cái loài quỷ đói các loại. Và những cái sân hận này này đưa chúng sinh tái sanh vào trong địa ngục, và trong cõi Atula. Và trong cái mờ tối của tâm thức thì những chúng sinh này sẽ tái sanh vào súc sanh các loại. Mình ở cái xứ của mình ấy, mà theo một cái thống kê đáng buồn đó, là cái người Việt Nam là sử dụng bia rượu là tỷ lệ nhiều nhất thế giới. Thì chúng ta đáng buồn ở chỗ là trong luân hồi đó, hãy coi chừng trong nhà mình đó, súc sinh đó là người thân của mình không à. Vì cái bia rượu là cái con đường đưa đến súc sinh nhanh nhất. Cái đáng buồn là luân hồi chúng ta lại gặp lại như thế. Một cái đáng buồn thứ hai nữa đó, là cái nghiệp sát ở trên cái đất nước mình quá lớn. Ngoài cái chiến tranh ra thì bây giờ phá thai nó cũng là một cái chuyện quá lớn. Rồi tai nạn xe cộ, rồi người ta giết bất cứ con gì lớn nhỏ để ăn. Điều đáng buồn nữa, trong luân hồi chúng ta lại sống chung với những người mang cái quả của nghiệp sát đó, thì người ta đoản mạng là chuyện thường. Người ta bị bệnh nan y không cứu được là chuyện thường. Và người ta sinh ra eo uột là chuyện thường.
Đó là hai cái điều đáng buồn trong cái cộng nghiệp xứ sở của chúng ta. Nhưng mà những người đó, mình nói người ta chỉ cười mình thôi, nghĩ rằng mình không có uống rượu, mình không biết thưởng thức cái món dục lạc đó, cho nên mình cứ nói thôi chứ không hiểu được cái giá trị của nó. Khi cái dục vọng con người không kiềm chế, người ta thiếu trách nhiệm với dục vọng của mình thì người ta phải phá thai. Và tôi cho rằng cái đó là bình thường, không có gì cả. Vậy trong cái u mê đó, trong cái tham dục đó, người ta tạo ra một cái cơ sở lý luận để người ta mới rơi vào trong ác nghiệp, để người ta mới rơi vào trong cái đắm chìm. Không biết mai mốt đây đó là cái thống kê nữa, thì cái người Việt Nam mà nhiều cái hình thức bài bạc đi chơi, trong đó có vé số, thì không biết rằng là chúng ta đây sẽ sống với cộng nghiệp của những người thân mê muội của chúng ta đến cái mức độ này. Nó phá nát cái đời sống nội tâm, nó phá nát một cái đời sống gia đình. Và trong cái luân hồi chúng ta phải tiếp nhận được là một cái gánh nặng lê thê. Cho nên đời này, trong cái cộng đồng này, ai thấy được, ai thoát được để đi vào con đường tu tập, thì cái đó là cũng chẳng khác nào đó là một cái chuyến xe định mệnh. Mà nửa đường đó mình có công việc phải xuống xe sớm, còn cái phần còn lại thì nó đi xuống cái hố thẳm. Không nhận ra là tất cả những cái pháp bất thiện thuộc về dục vọng, thuộc về sân hận, thuộc về tâm tối đều đưa đến tái sanh, mà tái sanh trong cảnh khổ. Đó là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, và bốn cái cảnh luân hồi xấu đang chờ đợi. Và chúng ta không thể coi thường lời nói của Đức Bổn Sư, khi Đức Bổn Sư nói rằng chúng sanh mà sanh ra làm loài người đây, mà khi thân hoại mạng chung được tái sanh làm người, thì ít như là hai cái sừng ở trên cái thân con bò, còn tất cả đều là lông bò. Thì cái chuyện đó chúng ta tưởng là một cái ví dụ hơi thái quá, nhưng hoàn toàn không có hơi thái quá, mà đó là một cái sự thật. Vì chúng ta không có canh giữ tâm mình được, không có ý thức được, thì chúng ta sẽ rơi vào đây. Và tất cả những ai hành thiền trong 10 phút mà biết cách hành thiền đúng đều thấy rõ rằng tâm chúng ta rất là phóng dật. Và phóng dật đó chính là si. Và con đường tái sanh chúng ta đã thấy. Bây giờ mình ngồi đây là hoàn toàn tỉnh táo, ý thức hành thiền mà vẫn thấy nó phóng dật. Đến khi cái thân thể mình nó yếu đuối, nó bệnh tật nữa, thì cái sự phóng dật đi đến đâu? Ta thấy mà. Thành ra cái chánh niệm phải rèn luyện. Cái ý thức tất cả những gì đang xảy ra nơi thân, nơi tâm là phải rèn luyện. Còn không rèn luyện không có ai cho chúng ta cả. Mà những cái tập khí này nó cuồn cuộn chảy trong tâm chúng ta. Vì cái dòng hộ kiếp này nó đã chứa theo tất cả những cái tập khí của mình, và nó trôi chảy ngày đêm trong cái đời sống nội tâm chúng ta. Và đặc biệt cái giờ mà tử này đó, tâm chúng ta mắc cái cảnh gì thì nó sẽ làm duyên cho cái tục sinh. Những cái cảnh đó nó đã đi suốt trong một cái kiếp sống này, chỉ có một chút xíu thôi. Một chút xíu đó là khi mà cái giờ cận tử đó, cái cận tử nghiệp của mình, cái giờ hấp hối đó, thì khi cái giờ đó, cái tâm động tốc của cái cận tử này nó cũng có thể hoạt động trong mấy chục ngàn lần như thế. Nhưng mà cái tâm cận tử cuối cùng đó, khi nó bắt cái cảnh gì thì cái cảnh đó nó lại duyên cho cái tục sinh mới. Giờ này nó mới thoát ra khỏi cái dòng nghiệp cũ của nó đây, khi nó bắt một cái cảnh mới để mà nó tạo nên cái tục sinh mới. Nó cái tục sinh này đó thì nó hoàn toàn là mới, không có như cái cũ.
Nhưng nó nương vào cái cổ là cái lúc mà cái tâm tử nó hoạt động đây thì nó bắt một trong ba cảnh của cận tử nghiệp và nó làm duyên cho cái kiếp sống mới. Cho nên cái phút hấp hối cực kỳ quan trọng. Không có cái tâm tối nào mà bằng khi cái người thân mình sắp lâm chung mà mình gào lên, mình khóc, mình kể lể đủ cả mọi thứ. Không có cái ác nào mà bằng cái giờ mà cha mẹ ông bà mình ra đi đó, cái tâm mình chỉ thấp thỏm muốn hỏi cho bằng được đó là còn tiền còn vàng để ở đâu không. Mình không thấy đó là cái mình tạo tác cái khủng khiếp nhất. Cái ân nghĩa một đời đó, cái giờ này là cái giờ báo đáp, thì chính là cái giờ đó là mình lại thành một cái thứ mà giống như là cá mập cá xà đi rỉa người ta để mà sống. Thành ra đừng tưởng rằng những cái người mình coi là con đây đó, nó thật sự là con của mình, không phải đâu. Thiện duyên nhiều đời đó mới thật sự là con của mình đó. Còn không, không phải đâu. Nó lợi dụng mình nhiều lắm đó. Hãy coi cho kỹ đi, để biết rõ nó có mặt trong đời mình đó, cái quả này nó là cái quả gì của mình đó. Người ta chết, người ta khổ, tới kỳ cùng vì người ta ngỡ đó là con của mình. Nó sinh ra trong cái dạ con của mình, nhưng thật sự nó là con nghiệp của nó mà. Nó chỉ nương tựa vào đó. Còn mình trong cái tâm tối của sự dính mắc về cái tình cảm và ngỡ rằng con của mình, thân này còn chưa phải của mình, lấy đâu mà nó từ thân mình ra nó lại là của mình được. Cho nên phải nhìn cho rõ, nhìn cho kỹ để mà tỉnh táo trong cái giờ ra đi. Còn nếu không á, giờ ra đi đó chỉ thấy cái pháp thế gian, đây là chồng, đây là con, đây là cha, đây là mẹ, đây là anh, là em, đây là nhà cửa, đây là tất cả những thứ thân yêu nhất, quen thuộc nhất, cho nên không nỡ rời đi. Và cái tâm tối này nó sẽ đưa đến tái sanh ở cõi ma, rõ ràng luôn. Còn bao giờ mình nhìn thấy đây, người đứng đây cha mẹ mình là người ân người nghĩa của mình, vợ mình, chồng mình, nó con cái mình, đây là những cái ruộng phước của mình, nhà cửa đây là quả của cái nghiệp thiện của mình, giờ mình ra đi bố thí hết, giờ mình ra đi ruộng phước không có thể làm được nữa, đến nơi nào thì có cái ruộng phước chỗ đó. Ân nghĩa của mẹ cha còn luân hồi không thể quên được và sẽ báo đáp, nhưng không có gì quyến luyến cả. Nếu chúng ta đây hiện tại đó biết cái điều này, chúng ta đã hết lòng với cha mẹ của mình, thì giờ ra đi không quên ơn nghĩa này nhưng không có lưu luyến. Tất cả những cái quả phước lành của mình về tài sản xin bố thí hết, thì mới thoát khỏi bốn cái cảnh khổ. Còn không, tử như vậy thì tái sanh cũng sẽ rơi vào trong những cái khổ cảnh mà chính mình đã chọn lựa. Cho nên cái cận tử nghiệp cực kỳ quan trọng. Và không có ai lo cho mình cả đâu, tự mình phải lo lấy cho mình. Ngay khi mình còn sống đây phải nhận thức rõ gì. Bởi vì chúng ta sinh ra bằng cái tâm quả, chúng ta tiếp nhận cái tâm, cái quả mà. Tất cả đây là chúng ta tiếp nhận quả mà. Cho nên cha mẹ cũng là quả của mình, người hôn phối mà mình chọn lựa cũng là quả của mình.
con cái cũng là quả của mình, bạn bè mình kết thân cũng là quả của mình, tất cả những gì mình tạo dựng được tốt đẹp cho mình cũng là quả của mình. Và những cái quả này nó hiện ra dưới cái dạng cha mẹ, anh em, chồng vợ, con cái, nhà cửa, tài sản, công danh, sự nghiệp ra, nó hiện ra dưới dạng đó. Chúng ta chỉ được hưởng trong hiện kiếp mà thôi. Còn lại những cái quả thiện nằm ở đây, đường luân hồi đi đến đâu thì nó sẽ trổ sanh đến đâu. Đó là điều chúng ta phải nắm chắc như vậy, để mà lúc cận tử chúng ta đây không bám víu gì hết. Duyên đến đây là hết, không thể nói được nữa. Biết bao nhiêu người đưa mình vào cõi chết tại duyên đã hết mà không chấp nhận. Có khi duyên đối với cha mẹ, có khi duyên đối với người hôn phối, có khi duyên đối với con cái, có khi duyên đối với bạn bè, có khi duyên đối với tài sản, duyên đối với công danh sự nghiệp. Và kể cả cái duyên, cái phước được làm người, hết là hết. Chỉ khi trong hiện tiền kiếp sống, chúng ta phải biết tạo dựng cái gì cho cái mới. Tạo dựng nó nằm đây, nằm trong cái tâm động tốc, nằm trong cái lỗ tâm mà nó sẽ xuất hiện. Khi mà cái dòng tâm thức này bị cắt, dòng tâm thức này bị cắt do các căn chúng ta tiếp xúc cắt ra, nó sẽ tạo nên cái lỗ ngủ hoặc là lỗ ý, nó tạo nên một cái dòng tâm thức mới cho một cái kiếp sống mới. Để cái thân ngoại mạng chung, cái giờ tử đây nè, nó sẽ là một cái bản tổng kết từ vô lượng kiếp cho đến cái kiếp này. Và khi chúng ta bắt cái cảnh tử này thì nó làm duyên cho một cái kiếp sống mới. Thành ra tất cả đều là do mình. Mình muốn đi về đâu do mình. Như vậy mình phải ý thức rõ những gì khởi lên trong tâm của mình, những gì mình đã ứng xử, đã hành động. Và trong tâm mình lưu luyến cái gì mình biết, trong tâm mình gắn bó cái gì mình biết. Rồi cứ phải nhận thức ra cái điều này. Có khi khi chúng ta chết á, chúng ta chưa dứt được đâu, nhưng mà cái phước báo, cái giờ cận tử, cái tâm mình lưu luyến, mà mình thấy cái tâm mình lưu luyến, mà mình được chết trong cái lúc thấy tâm mình lưu luyến là thoát, chứ không phải hết cái lưu luyến. Vậy hiểu cái chỗ này không? Bởi vì cái tử nó có một sát na thôi. Thành ra cái sát na mà mình thấy cái tâm mình quấy nhiễm, thì mình chết trong lúc mình thấy cái tâm mình quấy nhiễm, thì cái đó chính là thiện trí giúp mình thôi. Như vậy cái giờ cận tử này, cái động tốc cuối cùng chúng ta bắt được cái cảnh đó, thì đường tái sanh rất tốt. Còn nếu chúng ta đây không tập ý thức, không tập chánh niệm, thì chúng ta không thấy được cái đó. Chúng ta sẽ triền miên trong cái suy nghĩ của mình. Và chúng ta hãy để ý, có những khi chúng ta ngồi vậy, chúng ta suy nghĩ và chúng ta chìm trong cái suy nghĩ của mình, cho đến khi một phút sau đó mình mới nhận ra rằng mình đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng mình không có ý thức được, trong lúc mình suy nghĩ mình không ý thức được, thì có khi chúng ta ra đi trong cái triền miên đó. Cho nên trong ba cái cảnh mà của cái giờ cận tử, cận tử đây, cận tử hiệp nó diễn ra, đến khi nó kết thúc đây thì cái tâm tử nó phát sanh lên chết. Tâm tử này nó bắt một trong ba cảnh, chứ không phải bắt hết ba cảnh. Và tất cả chúng ta đây chưa có thành Phật đó,
thì cái giờ ra đi á, sẽ bắt một trong ba cảnh này. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Cái thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Và thứ ba là cảnh thú tướng. Này sư cô có giảng rồi, ôn lại. Cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Thú là sanh thú, tức là cái cõi mà mình sẽ tái sanh, nên là thú là sanh thú, có nghĩa là cái cảnh, cái cõi mà mình sẽ tái sanh đến, cái cảnh của cái cõi tái sanh. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Thì trong cái nghiệp này đó, nó có hai nghiệp. Thứ nhất là cái nghiệp mình thường làm, và cái nghiệp bất chợt mình làm. Cái nghiệp mà mình thường làm đó, thường nằm trong cái nghề nghiệp mưu sinh của mình. Tức là hàng ngày mình sống bằng cái nghề gì, thì những cái đó nó lặp đi lặp lại. Bởi vì nghiệp nó là một cái thói quen lặp đi lặp lại. Thì đó nó gọi là cái thường nghiệp, tức là nghiệp hàng ngày mình làm, quân tập hàng ngày. Thì cái nghề nghiệp là một. Cái thứ hai, những cái thói quen. Những cái thói quen mà nó thành ra cái tập khí, nó thành ra cái khuynh hướng, nó thành ra cái sở thích trong cái đời sống hàng ngày của mình, nó cũng nằm trong cái thường nghiệp. Cái gì đó lặp đi lặp lại. Và cái bất chợt là cái chỗ là cái lúc đó đụng cái cảnh đó là mình ứng xử vậy. Nhưng mà nó cũng không ra khỏi cái tập khí. Tập khí thiện và bất thiện của mình nó không có ra khỏi chỗ đó. Thì như vậy cái tới cái giờ cận tử, cái giờ hấp hối đó, sắp chết đó, thì cái người này này, cái chúng sinh sắp chết nè, thấy cái cảnh đó, tức là thấy cái nghiệp thường làm của mình, thì bắt cái cảnh này. Nếu mà bắt cái cảnh này đó, thì khi mà nó đi vào trong cái sinh đó, nó sẽ làm duyên cho cái sinh, thì nó sẽ tiếp nối. Ví dụ như một người làm cái nghề dạy học chẳng hạn, cái giờ lâm chung người ta thấy ta đang dạy học, thì khi mà tái sanh á, người ta sẽ tiếp tục như thế. Bởi vì nó sẽ theo thuốc ở trong đó. Những cái nghề nghiệp là một cái người tu thì lúc mà ta mất á, lúc ta tịch á, người ta thấy ta đang tụng kinh, thấy đang hành thiền, hoặc là thấy đang đọc kinh điển vân vân, thì những cái đó nó đi tái sanh, nó sẽ mang theo cái chủng tử này và nó tiếp tục. Thì với những nghiệp ác cũng vậy, và với những cái thói quen tốt như thói quen xấu, thì nó là cái cảnh nghiệp của mình đó, nó sẽ tái hiện lại và nó đi trong cái kiếp mới. Cho nên là vì cái chỗ này mà chúng ta thấy rằng là có những đứa trẻ sinh ra người ta gọi nó là thần đồng, bởi vì trong nhiều kiếp đó, nó làm cái nghề đó, và mỗi khi nó chết đó, thì nó đều bắt cái cảnh đó. Rồi thành ra khi nó trở lại đó là nó rất giỏi. Tại vì nó tiếp nối được, nó rất là giỏi. Nó đã coi như là cái sanh sống nó là như vậy mà, cái sở thích nó là như vậy, cái công việc nó là như vậy mà. Thành ra nó bắt cái cảnh đó hoài, khi nó chết nó bắt cái cảnh đó. Ví dụ một người họa sĩ chẳng hạn, người ta thích cái công việc của người ta là cái khi chết người ta thấy ta đang đứng vẽ một cái cảnh ở cánh đồng chẳng hạn vậy đó. Hay là cái người nghệ sĩ người ta tạc tượng đi, người ta thấy ta đang tạc cái tượng Phật chẳng hạn vậy. Thì những người này đó khi mà cái trong luân hồi trở lại thì họ sẽ đi tiếp cái đó và họ rất là giỏi. Thì ngược lại, nếu như những cái thói quen hàng ngày của mình, những cái nghề nghiệp của mình
mà nó không có chân chính, nó không có đúng đắn, thì nó sẽ đi theo trong cái kiếp sống mới. Thì để chúng ta ý thức rõ ràng đó, tất cả những gì chúng ta sống trong suốt cái cuộc đời của chúng ta, nó sẽ hình thành nên cái thường nghiệp của mình. Và nó sẽ đi như thế để mà nó tiếp nối một cái đời sống khác. Cái thứ hai là cái nghiệp tướng. Nghiệp tướng là chúng ta sẽ thấy những cái hình ảnh hoặc là những cái vật dụng, những cái công cụ gì mà có liên quan đến nghiệp, liên quan đến cái thường nghiệp của mình. Thì thí dụ như bây giờ cái người thầy giáo chẳng hạn, thì người ta thấy cái tấm bảng, người ta thấy cuộc phấn, người ta thấy người ta đang chấm bài chẳng hạn vậy, hoặc là thấy trường học, thấy bàn ghế học trò, thì cái đó nó gọi là cái nghiệp tướng. Những cái người mà có những cái tập khí xấu, ví dụ bài bạc chẳng hạn, thì cái lúc đó người ta chết người ta thể thấy bài mà, thấy những cái lá bài người ta đang đánh, chơi đá gà chẳng hạn, người ta sẽ thấy lúc đó người ta thấy là những cái cửa, những cái vuốt của gà, lông gà vân vân chẳng hạn, người ta thấy, thấy những cái thứ đó. Thì tất cả những cái gì nó hình thành nên cái nghiệp của mình, bây giờ đây người ta thấy những cái liên quan, những cái vật dụng, những cái hình ảnh, những cái công cụ có liên quan tới cái nghiệp này. Thì như vậy đó, thì thấy cái gì có liên quan tới nghiệp nào thì nó cũng sẽ đưa đến cái tái sanh, và nó sẽ tiếp tục trong cái hậu kiếp của nó đây. Thì thấy đời này nó sẽ tiếp nối cái đời kia, nó đi bằng con đường như vậy. Và cái thứ ba này đó là cái sanh thú tướng, hay là gọi là thú tướng, tức là người ta thấy cái cõi người ta sẽ tái sanh vào trong đó. Chúng ta đọc trong kinh điển, chúng ta thấy có những cái vị tới bây giờ ra đi đó, thấy chư thiên đến rước, ta thấy rõ như thế, hoặc là ta thấy một cái cung trời, thì đó là cái phước báu của những cái vị này. Thì khi người ta thấy vậy có nghĩa là người ta được sanh thiên, sanh về cõi chư thiên. Thông thường đó thì có những cái người mà khi chết đó, người ta thấy ông bà cha mẹ mình đến rước mình giờ này, có người thấy như thế thì ta có thể đi theo những người này. Những người này ở cảnh giới nào thì người ta sẽ đến cảnh giới đó. Có người thấy cái nơi mà mình sẽ sanh ra chỗ đó, có khi thấy là mình ở trong một cái căn nhà nghèo khổ ở một cái vùng biên giới chứ, thì có khi ta sanh ra cái chỗ đó. Có người thấy địa ngục, có người thấy các cái loài thú khác, người ta sanh ra từ đó. Và cái này nó cũng nằm trong cái thói quen mà thọ hưởng dục lạc của mình đó. Ví dụ như một người quen thích ăn thịt cái loại cá, loại thịt này, thì bây giờ cuối cùng ra đi cũng có thể thấy những cái con vật mà mình ưa thích nó hiện ra trước mắt. Và như vậy nó sẽ đi vào trong dạ con của cái loài thú đó, cái loài vật đó. Bởi vì cái luân hồi nó phải như thế. Khi mình ăn thịt chúng sinh để sống, thì trong cái luân hồi đó mình sẽ là những cái loài để cho những chúng sinh khác ăn thịt. Và khi cái giờ phút mà mình bị người ta giết để ăn như vậy đó, khi nào cái chúng sinh này nhận ra rằng cái đau đớn này, cái hoảng hốt này, cái khủng khiếp này đó, là do chính mình gieo ra thì thoát. Còn chừng nào chưa nhận ra cái này, nó sẽ tái sanh trong cái loài đó hoài hoài. Khi nào nó học được bài học tâm linh này thoát, chưa học được bài học tâm linh này chưa thoát. Ngay chúng ta đây làm người,
Chúng ta sanh ra mà chúng ta có những cái cảnh ngộ phải chịu đựng, mà bao giờ chúng ta nhận biết ra rằng cái cảnh ngộ này do ta gieo ra. Người ta sám hối thì ta thoát, còn không á, ta chống đối ở đây, ta đập phá ở đây, ta nguyền rửa ở đây, ta ra đi, thì những cái thảm cảnh này nó sẽ tái diễn trở lại. Và ngay cả một cái cuộc đời này chúng ta chống đối nó toàn bộ để chấm dứt nó, thì nó vẫn tiếp tục trong luân hồi. Nó không có hết. Nó chỉ hết khi nào chúng ta ý thức ra, chúng ta nhận biết rõ, thì chúng ta chuyển tâm thức mình về con đường thiện. Cho nên tại sao mà Kinh Pháp Cú Đức Phật nói thế này? Cái việc thiện dù nhỏ mấy cũng là. Là bởi vì khi chúng ta làm đó, chúng ta tích lũy những cái này trong tâm, thì những cái này nè, cái khi mà chúng ta nhận thức rõ cái điều sai của mình rồi đó, thì chúng ta có cả một cái điểm tựa về thiện này để chúng ta đi theo nó, thì lần hồi chúng ta tích lũy được thì chúng ta mới thoát ra. Cho nên cái này là bao giờ trong chùa đó, các thầy các cô cũng đều giảng cho Phật tử rằng khi người thân mình qua đời đó, không có nên lưu cốt lại trong cái nhà mà phải đem vào chùa. Bởi vì khi người ta ý thức rõ ra tại sao phải ở trong cái cảnh khổ là ma giới đây, thì ta còn nghe được kinh kệ, ta còn được công quả ở trong chùa, rồi ta tiếp tục cái con đường thiện cho đến khi đủ phước ta tái sanh làm người. Còn mình không hiểu biết, mình cột trói cái người thân mình ở vào trong cái chỗ đó thì cũng chỉ đành làm khổ nhau thôi, chứ không có ích lợi gì cả. Cũng như trong cái đời sống này đó, mà những cái gì nó đã thuộc về nghển ngãn với nhau rồi, trong cái mối quan hệ của con nhện á, cái gì nó đã, những cái tao nó đã đứt rồi, nó đã lơi rồi, nó lỏng lẻo như cầu lông đên rồi, mà chúng ta đây không chịu xuôi theo dòng thì chúng ta chỉ có đau khổ mà thôi. Như vậy chúng ta chọn sự đau khổ, hay là chúng ta nhận thức ra rằng duyên đến đây đã hết. Nếu chúng ta nhận thức được duyên đến đây đã hết thì chúng ta không còn đau khổ. Còn nếu chúng ta không nhận thức được thì chúng ta đau khổ. Và cái đau khổ này chính bản thân mình đẩy mình vào trong cái con đường tái sanh đến những cái cảnh khổ, là tâm quán sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nó cứ bắt cái cảnh đó. Bây giờ cuối cùng trong cuộc đời, chúng ta bắt những cái cảnh mà chúng ta tiếc, chúng ta thương, chúng ta nhớ, chúng ta lưu luyến, thì chúng ta hiểu rằng cái ái này là con đường đưa tới ma giới. Biết rất rõ cái điều này. Còn làm hay không là do mình chọn lựa, do mình suy nghĩ, do mình nhận thức ra. Chứ phàm làm con người thì ai cũng có cái ái cả, không người nào thoát khỏi cái ái này. Nhưng chúng ta đừng quên rằng bên cạnh cái ái thì chúng ta có cái tình thương đây, chúng ta có cái bi đây, chúng ta có cái vô tham vô sân đây, chúng ta có cái tình thương đây trong pháp thiện đây. Như vậy nơi chúng ta nó có hai nguồn yêu thương. Một cái nguồn yêu thương nó thuộc về dính mắc của tham ái, và cái nguồn yêu thương mà nó là cái cội nguồn của hạnh phúc và tiến hóa con người đó, là nó nằm ở cái chỗ cái vô tham vô sân, và nó là tùy hỷ, nó có bi, nó có tùy hỷ, thì nó là một cái nguồn yêu thương. Nhưng mà vì đó mà chúng ta bị một cái suy nghĩ nó không đúng, nó nằm ở chỗ này. Nó không đúng ở cái chỗ là chúng ta ngỡ cái pháp tục đế là pháp chân đế. Trong cái pháp tục đế có ta, như vậy nó cũng có cái của ta. Và cái gì là ta, cái gì là của ta thì ta khư khư giữ lấy nó. Cái đó là một cái chân lý, nhưng mà nó nằm về tục đế. Trong cái chân lý mà thuộc về pháp chân đế đó,
tức là nó thuộc về cái nó không phải là hiện tượng pháp, mà nó là bản thể pháp đó, thì nó không có. Như chúng ta biết là cái sắc pháp này là do nghiệp tạo ra mà. Như vậy nó đầy đủ duyên thì nó có mặt, không có đầy đủ duyên nó ra đi. Như vậy không có cái là ta, như vậy cũng không có nghĩa là không có cái của ta. Như vậy đầy đủ duyên thì chúng ta có tất cả. Khi chúng ta thiếu duyên thì chúng ta sẽ mất lần, mất lần, mất hợp. Cái mà chúng ta đau khổ là bởi vì chúng ta ngỡ rằng nó là của ta và nó ở với ta mãi mãi. Còn khi chúng ta nhận thức ra rằng thân chúng ta đây cũng là do duyên hợp mà có, chúng ta có mặt là do nghiệp mà, do quả của nghiệp mà. Có bốn yếu tố tạo nên sắc pháp, chúng ta đã học rồi chứ không biết. Tâm sinh ra cũng có bốn yếu tố mà. Như vậy khi những cái yếu tố này nó rời rã thì nó không còn nữa. Thì tất cả con nhện này nó tạo ra cái sự thân thiết của nó cũng chỉ là duyên hợp mà thôi. Như vậy khi mình hiểu biết được như vậy thì cái hợp rồi cái tan, tan rồi hợp, và nó có sự biến đổi, nó có sự thay đổi luôn luôn. Luật vô thường nó là như vậy. Thì chúng ta thuận dòng một cách sáng suốt, ý thức một cách rõ ràng thì chúng ta thoát, thì chúng ta tiến quá. Còn nếu chúng ta không chấp nhận, bởi vì chúng ta muốn nó ở lại với ta mãi mãi, thì chúng ta phải đau khổ, thì chúng ta sẽ bị trì trệ, thì chúng ta phải bị thoái đổi. Khác nhau ở chỗ là chúng ta nhận thức ra, chúng ta hiểu biết, và chúng ta cứ quan sát đi, quan sát trong cái đời sống đi, chúng ta sẽ thấy rõ như vậy. Và chúng ta chỉ là cái giờ ra đi thấy rõ như vậy thì chúng ta thôi. Cũng như khi chúng ta hành thiền, trong lúc chúng ta ăn uống thì ai nói mình đã hết tham rồi, ai nói mình hết sân rồi, ai nói mình hết si rồi, thì chỉ cần ăn là nó có đầy đủ, uống nó cũng có đầy đủ luôn. Nó hiện ra rõ ràng, hiện ra mồn một đi. Vậy thì khi nào ăn thì chúng ta thoát ra, khi nào uống thì chúng ta thoát ra được. Và cái khi mà chúng ta nhận ra rằng đó là chúng ta đang ăn với tâm tham, thì khi đó chúng ta đặt thức ăn vào miệng mà chúng ta nhai. Và khi chúng ta nhai cái thức ăn này nó vừa ý chúng ta, thì chúng ta lại là nhai cho nó nhanh mà nuốt cho nó lẹ, thì chúng ta thấy là tham sân nó có mặt. Thì cái giờ đó nuốt vô là nó thoát. Thì cái đường sanh tử của chúng ta như vậy. Chúng ta ý thức ra thì chúng ta thoát, chúng ta không ý thức ra thì chúng ta chưa có thoát được. Là bởi vì nó là một cái tập khí, nó kéo đi rất là mạnh. Thì chúng ta ý thức, chúng ta chánh niệm được thì chúng ta cắt nó, thì chúng ta thoát trong cái sát na chúng ta chánh niệm. Chúng ta thoát trong cái sát na chúng ta ý thức, thì chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chứ còn đường luân hồi chúng ta đây chưa thoát mà. Nó tập khí dày này chúng ta có thể nhận ra, nhận ra trong cái tánh tình của mình, nhận ra trong cái sở thích của mình, nhận ra trong cái cách cư xử và hành động của mình, nhận ra. Mình thấy biết được cái điều đó thì mình sẽ thấy là cái chức năng của tâm nó ba chức năng, là nó sanh, nó tử và nó hộ kiếp, nó sẽ hoạt động như thế này. Thì chúng ta nhớ thế này, cái lúc mà cái tâm tử nó hoạt động á, thì rồi chúng ta sẽ học cái lộ cận tử này. Cái lộ cận tử này nó vẫn có động tốc. Thì cái động tốc này như vậy nó sẽ bắt một trong ba cái cảnh này, rồi sau đó nó mới làm cái chức năng á, là cái chức năng tử của nó mới chết. Nó bắt một trong ba cái cảnh này nó mới chết. Thì khi mà nó chết vậy á, thì nó mới cái cảnh trong cái lúc tử này đây này, cái cảnh của tận cận tử nghiệp đây này, nó sẽ chuyển qua đây, nó hình thành cái tục sinh này. Như vậy cái tục sinh này đó cũng chính là cái hộ kiếp ở đây.
thì nó cái cảnh này nè nó sẽ đi suốt ở đây để nó tiếp tục. Cho nên chúng ta sẽ thấy cái đời sống mà trong những cái kiếp trước đó, thì nơi cái kiếp này nó suốt ngày đêm nó hoạt động trong cái đời sống tâm thức của chúng ta. Chỉ khi nào có một cái hoạt động khác, tức là nó thuộc về cái lộ ngũ, tức là cái lộ của cái nhãn, của nhĩ, của tỷ, của thiệt, của thân, nó xuất hiện, thì nó mới cắt cái này nè. Hoặc là nơi cái lỗ ý nó khởi lên, nó cắt cái này nè. Thì chính những cái mà cắt này, những cái mới này nè, nó hoạt động trong cái động tốc này nè, nó mới hình thành một cái dòng nghiệp mới. Như vậy nơi đây đó, thì những cái phước thiện này nó sẽ có mặt tiếp theo, nó tăng thêm cái cũ. Và nơi đây nè, cái pháp bất thiện này nó cũng đưa vào trong cái khỏi này. Và những cái này nó sẽ chuyển đổi. Khi mà chúng ta sanh ra làm người đó, thì bao giờ cái phần thiện của chúng ta rất là lớn. Phần thiện lớn. Nhưng mà trong cái đời sống của chúng ta đó, khi nào những cái pháp bất thiện nó phát sanh lên thì nó che mờ hết. Thì những cái phần bất thiện này nó sẽ xuất hiện, nó che mờ hết. Khi nào cái pháp thiện chúng ta phát sanh lên thì nó sẽ xóa hết những cái này. Và như vậy thì cho tới cái giờ chúng ta ra đi đó, nó sẽ tổng kết từ vô lượng kiếp cho tới cái kiếp này. Thì cái giờ chúng ta ra đi đó là cái pháp thiện của chúng ta nó lớn thế này. Hay là ngược lại, những cái pháp bất thiện nó lớn, cái pháp thiện nó nhỏ, thì cái con đường tái sanh nó khác nhau. Chứ không bao giờ chúng ta sinh ra làm người rồi chúng ta sẽ cứ như thế mà làm người tiếp, không có vậy. Cái đó nó thuộc vào tà kiến. Hoặc là mình sinh ra làm người nam thì mình cứ mãi mãi trong luân hồi mình là người nam, chuyện đó không có. Không phải sinh ra người nữ rồi mãi mãi là người nữ, không có. Không phải sinh ra con chó rồi mãi mãi là con chó, không phải. Tất cả nó đều có sự thay đổi. Do cái sự thay đổi trong cái hoạt động về tâm thức của mình, nó sẽ có cái sự biến đổi đó. Như vậy hàng giờ, hàng phút, hàng giây, những cái gì nó khởi lên trong cái suy nghĩ của chúng ta thì nó đều tạo tác hết, nó đều có động tốc hết. Động tốc của cái ý khởi sanh. Cho nên cái câu này sư cô cứ lặp lại hoài: ý hành nghiệp thiện, ý hành nghiệp bất thiện, khẩu hành nghiệp thiện, khẩu hành nghiệp bất thiện, thân hành nghiệp thiện, thân hành nghiệp bất thiện. Tức là ý mình khởi lên để tạo tác những cái suy nghĩ tốt hay những cái suy nghĩ không tốt. Lời mình nói ra thì mình tạo tác một cái từ trường mà nó trong sáng tốt đẹp, hay là một cái từ trường mà nó bị nhiễm độc, nó tạo tác ra. Khi mình ứng xử, khi mình hành động, khi mình tạo tác, nó mạnh hơn là khẩu, mạnh hơn là cả ý nữa, thì tất cả những này nó đều tạo nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Thì nó nằm trong cái lúc mà cái tâm của chúng ta nó sẽ trong sáng, hay là cái tâm chúng ta tâm tối, rồi nó đóng góp vào trong cái dòng nghiệp đó. Để khi thân hoại mạng chung thì cái người này đó bắt một trong ba cái cảnh này để đưa đi tái sanh. Như vậy cái đời sống này nó nối tiếp cái đời sống kia đó, bằng cái tâm quả đi. Tục sinh, nó tục sinh bằng tâm quả. Tức là quả của bất thiện, quả của thiện, quả của thiện, quả của bậc đắc thiền sắc giới, quả của bậc đắc thiền vô sắc giới. Thì như vậy chúng ta đây tái sanh bằng tâm quả. Và khi chúng ta đây đó là tiếp nhận tất cả những cái cảnh này, chúng ta cũng đều tiếp nhận bằng thức quả. Tất cả đều là thức quả hết, đều là quả hết.
Bây giờ cái câu nói mà ta nói rằng khi chúng ta có mặt trên thế gian này là để chúng ta tiếp nhận tất cả những cái quả của mình. Và cái đời sống hiện tại á, nó sẽ có hai công việc. Công việc thứ nhất là chúng ta tiếp nhận cái quả của mình, và cái công việc thứ hai là chúng ta ứng xử cái quả này ra sao, thì là chúng ta tạo tác cái mới. Và những cái này nó sẽ phối hợp nhau để mà nó hình thành một cái kiếp sống mới khi thân ngoại mạng chung. Thì như vậy chúng ta đã chở trong cái dòng hộ kiếp này tất cả những gì mà chúng ta đã bắt trong cái lúc cận tử, tất cả những cảnh trong cận tử này chở đi theo nó, cho nên rất khó thoát ra. Cho nên cái câu nói rất là văn chương, rất là triết lý, người ta nói con người khó có thể vượt qua thân phận của mình. Cái thân phận đó chính là cái quả. Cái quả như thế. Nhưng con người không phải không thể vượt qua được cái thân phận của mình. Và chúng ta chỉ có thể vượt qua khỏi khi chúng ta có ý thức và có nghị lực. Hai cái. Ý thức do chúng ta rèn luyện để cái tâm thiện có trí chúng ta khởi sanh lên. Và nghị lực chúng ta có được là do chúng ta cứ phải cố gắng hoài, cứ phải rèn luyện hoài, cứ phải cố gắng hoài thì chúng ta có nghị lực. Bởi vì chúng ta biết rằng trong cái tâm thức chúng ta có hai cái phần, có phần thiện và có phần bất thiện. Thì chúng ta đã nương theo cái phần thiện này, nương theo cái phần thiện này, và chúng ta ngoi lên, chúng ta vươn lên, thì nó sẽ hình thành cái nghị lực. Cái ý thức và cái nghị lực là cái điều rất là quan trọng. Ngay trong cái đời sống thường ngày của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta ý thức và chúng ta có nghị lực thì chúng ta vượt khó được. Còn khi không có ý thức và không có nghị lực thì chúng ta không có vượt khó được. Chúng ta chỉ là cái người mơ mộng để rồi đau khổ vì những cái mơ mộng của mình không có trở thành hiện thực được. Và không phải hễ mơ mộng của mình là có người sẽ quá phép để cho những cái điều mình mộng tưởng nó trở thành hiện thực không. Tất cả những gì chúng ta mơ mộng là những cái chúng ta dự phóng, những cái chúng ta hướng tới. Nhưng mà nó thành tựu hay không là do chúng ta nghị lực để mà chúng ta thực hiện nó. Và không ai cho chúng ta cái gì cả, tự mình phải tạo ra thôi. Cho nên mình nhận thức rõ con đường thiện là cái con đường đem tới kết quả. Còn tất cả những gì chúng ta mong muốn mà chúng ta không đi bằng con đường thiện, chúng ta đi bằng con đường tắt của cái sự coi như là thủ đoạn xảo trá, thì đây là con đường đưa đến đau khổ. Và con đường này đưa đến phá sản một cái đời sống tâm linh. Thì chúng ta cứ thế mà chúng ta hiểu. Cho nên có những người có nghị lực nhưng mà không có một cái ý thức tốt. Để nhận thấy mình nghèo, nhưng để thoát cái nghèo này đó thì người ta không muốn đi bằng con đường chân chính. Người ta thấy quyền lực là một cái người ta thích thú, người ta mong muốn để có, nhưng người ta không đi bằng con đường chân chính, người ta đi bằng thủ đoạn. Và tất cả những cái thủ đoạn đó đưa đến hậu quả không hề có kết quả. Mặc dù trong nhất thời hình như nó có kết quả, hình như là bởi vì người ta sẽ được có ở trong ta. Nhưng người ta ở nhà người khác nó là vàng, nhưng mà về tới nhà người ta nó trở thành rắn độc. Và tất cả những người ta đoạt được, người ta nắm trong tay đó, thì tiền này đó chính trong nhà người ta có kẻ sẽ phá, thì sẽ đưa đến tù tội. Quyền này có trong tay thì chính những người trong nhà lợi dụng cái quyền này để đưa đến cái chuyện mất chức mất quyền và sẽ tù tội. Đó là con rắn độc đã đem vào trong nhà. Như vậy cả một cái cuộc đời của chúng ta đây đó, thì chúng ta muốn thành tựu ở thế gian hay chúng ta muốn thành tựu về tâm linh?
thành tựu về thế gian là một cái thành tựu nhất thời, rồi ra đi chúng ta sẽ không có mang theo được. Nhưng khốn khổ thay, chúng ta mang theo sự lưu luyến. Bây giờ chúng ta bám vào nó. Đường tâm linh như vậy thì chúng ta sẽ được tội nguyện bằng cách chúng ta sẽ tái sanh làm ma để bám theo nó. Chúng ta tái sanh làm rắn, chúng ta tái sanh làm chó, chúng ta tái sanh bất cứ một loại súc sanh nào có thể bám chặt được những cái thứ mà chúng ta ngỡ rằng nó sẽ phải là của ta vĩnh viễn, thì chúng ta sẽ tái sanh vào đó. Đó là những cái mà chúng ta nhận thức ra. Còn nếu chúng ta không nhận thức ra thì chúng ta cứ giữ cái suy nghĩ của mình. Cái đường luân hồi chúng ta sẽ học cái bài học này thôi. Sớm muộn gì cũng phải học thôi. Và bao giờ mình học được, nhận thức ra được thì mình thoát. Còn mình chưa nhận được thì mình sẽ ở trong đó hoài, ở cho đến bao giờ mình nhận ra thôi. Cũng như trong cái địa ngục đó, tất cả những gì mình tạo tác ra thì nó sẽ trở đi trở lại, trở đi trở lại như thế mà. Nên là sư cô có giải thích trong cái bài giảng của sư cô về vấn đề một cái người tự tử đó, thì người ta sẽ trở đi trở lại như thế cho bao giờ người ta học được cái bài học rằng là cái việc tự tử là sai rồi thì người ta thoát. Còn không, cái cảnh tự tử, cái cảm thọ trong lúc tự tử đưa đến cái chết, nó sẽ tái đi tái lại vì cái chúng sinh đó nó là ma, nó sẽ là hóa sanh tại nơi cái chết đó y như thế không biết bao nhiêu tỷ lần. Cho đến khi nào học được một cái bài học về tâm linh, về cái mà nó cứ phải lặp đi lặp lại thế nào, học được rồi thoát, chưa học chưa thoát đâu. Và sư cô nhớ, sư cô cũng giảng cái này lâu lắm rồi, tất cả những cái quả nghiệp của mình đó, khi nó trở đi trở lại, nó là một cái đĩa cà lâm. Nó là một cái dòng nhạc, mà cái lời nhạc nó là viết không biết bao nhiêu điệp khúc ở trong đó. Nó đổi cái lời nhạc thôi, còn cái dòng nhạc nó không đổi. Mà mình chưa có tinh tế nhận ra thì chưa thoát được. Chừng nào tinh tế nhận ra và quyết tâm thoát khỏi cái đó thì chúng ta thoát. Đây là vấn đề tâm linh. Còn tất cả những người thân chúng ta chỉ là trợ duyên thôi, gọi tới một cái năng lượng lành thôi, đó là hồi hướng phước cho mình thôi. Nhưng mình có sử dụng được cái phước đó hay không? Nó cũng như một người lính mà người ta trang bị đầy đủ hết, nhưng mà khi sắp trận rồi nó bủng rủng tay chân hết, cho nên cũng không biết là phải cầm cái gì, sử dụng cái gì để mà bảo vệ cho mình thì không sử dụng được. Do đó là cái vai trò của mình là phải hiểu biết và phải nhận thức ra. Thì đây, cái này để biết rằng là tất cả những cái nghiệp chúng ta sống trong cái đời thường chúng ta, nó nằm trong cái tâm tánh, nằm trong cái sở thích, nằm trong cái thói quen của chúng ta đây, nó hình thành cái nghiệp đây. Và tất cả những gì liên quan có nghiệp đây thì chúng ta sẽ đều có thể thấy lại trong cái giờ lâm chung của mình. Và tất cả những này, khi mà chúng ta tạo tác lên cái nghiệp này đó, thì nơi chúng ta cũng đã hình dung được cái nghiệp này đưa về đâu rồi. Và chính cái giờ phút này nè, giờ phút cuối cùng này, có thể chúng ta sẽ bắt được cái cảnh nó gọi là Thú tướng đây, để mà đưa chúng ta tới cái cõi mà chúng ta phải tái sanh đây. Và chúng ta luôn luôn cứ nghĩ rằng có một cái lực gì đó rất là siêu nhiên, nó ngoài cái khả năng chúng ta, nó chi phối tất cả sự sanh tử chúng ta. Hoàn toàn không. Nghiệp chúng ta, những gì mà chúng ta có trong thói quen, trong thường nghiệp của mình, những gì chúng ta đang tạo tác đây, nó tất cả nó là cái lực để mà nó chuyển động cái bánh xe luân hồi trong cái sự sinh tồn của chúng ta thôi. Nó không có đi ra ngoài khỏi cái chỗ đó. Cho nên chúng ta không có mê tín. Chúng ta ý thức rõ. Cho nên nhiều người không có hiểu. Nhiều người đang đi vào trong chùa, đang
dự thọ bát quan trai, rồi cũng đang tụng kinh bái sám, nhưng mà tập được một cái phước lành, nhưng mà cái trí tuệ nó chưa có đủ cái năng lực để nhận biết, cho nên mới nói rằng là bây giờ đi theo cái nhà ngoại cảm này hay hơn là đi theo trong chùa. Bởi vì người ngoại cảm này còn thấy được cái này, nói được cái kia, làm được cái nọ. Còn trong chùa chả biết gì, không làm gì được hết. Nhưng mà thật ra cái chánh pháp á, là chúng ta chỉ làm sao đó, là chúng ta giữ được cái tâm chúng ta từ trong cái suy nghĩ của mình á, đừng cho đi lệch lạc, trong sạch được, đó là tu. Cái lời nói chúng ta sửa đổi được thì đó là tu. Cái ứng xử chúng ta đó, một ngày một coi như là đem tới bình an, đem tới cái sự hòa hợp nhiều chừng nào, thì cái đó nó là cái sự tu tập của chúng ta. Chứ nó đâu có phép màu gì, nó đâu có siêu nhiên gì đâu. Ngay cả có phép màu Đức Phật còn không cho dùng mà. Thành ra mình đừng có mơ mộng những cái chuyện đó. Và cái đó, nói chữ mơ mộng thì nó cho vui ý, thật sự ra nói chính xác, nó chính là những cái tham đắm của mình thôi. Và cái trong cái bản chất của người ở cõi dục đó, thì muốn làm ít mà hưởng nhiều, có khi muốn không làm gì hết mà được hưởng tất cả sướng hơn. Cho nên cái mê đắm trong cái quyền bí, trong cái siêu nhiên đó, nó là một cái bóng dáng của cái tham dục mà thôi, chứ đâu phải là trí tuệ sáng suốt đâu. Và như vậy người ta sẽ nói rằng đây là mê tín dị đoan thì đúng, không có sai. Còn có những người hiểu mê tín dị đoan là gì? Nó làm gì có ma. Ma là mê tín dị đoan, quỷ là mê tín dị đoan. Thưa quý vị, không phải mê tín dị đoan. Nó là một cái cõi sống thật. Khi chúng ta ứng xử không đúng cách, nó trở thành mê tín dị đoan. Nhưng chúng ta ứng xử đúng cách thì cái đó là một cái thuộc về cái trí tuệ của chúng ta. Nên là ta không có hiểu cái chữ mê tín dị đoan là gì cả. Như vậy khi chúng ta thấy cái giờ lâm chung này nó quan trọng, thì cái tâm tục sinh của chúng ta đó, quý vị thấy không, nó nặng nề nhất ở trong cái pháp bất thiện. Thì nó có một tâm duy nhất để mà nó đi tái sanh xuống bốn cõi khổ. Quý vị thấy không, cái con nhện này nó có nhiều tao, mà nó đứt một tao á thì nó buồn hoài để nó đi xuống bốn cõi khổ. Thấy không? Phải nhận ra cái điều này. Đừng có tưởng cái nỗi buồn của mình nó không có dính gì tới ai, không ăn nhầm gì tới ai hết. Đúng vậy, nó ăn nhầm tới mình. Nó dính tới mình, nó đưa mình xuống bốn cõi khổ. Bây giờ một cái tâm thứ hai mà chúng ta thấy đây, nó cũng nằm ngay đây, nằm ngay chỗ số 10 đây. Đó là tâm tục sinh thứ hai, là tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Thì những người mẹ khi mà hoài thai cái đứa con, mà khi siêu âm mà bác sĩ nói là nó có tật, nó là cái đứa trẻ dị dạng, thì nó chính là nó sinh ra bằng tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân. Ví dụ như ở Việt Nam mình đó, thì người ta nói cái nguyên nhân trực tiếp của nó chính là chất độc da cam. Nó sẽ sinh ra cái thai có dị dạng. Đó là nguyên nhân trực tiếp. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa, nguyên nhân gián tiếp là cái chúng sinh này có tạo ác nghiệp. Nhưng mà sau khi tạo ác nghiệp rồi đó, có sám hối, cho nên làm rất là nhiều thiện nghiệp thì mới được tái sanh làm người. Nhưng nó để lại cái tật nguyền. Và cái bóng dáng của cái tật nguyền này chính là cái ác nghiệp đã tạo ra.
khi mình khuyết bất cứ một cái căn nào thì đó là cái bóng dáng cái ác nghiệp của mình. Nhưng mà cái phước thiện của người này lớn, cho nên là cái ác nghiệp này nó không có trì người này xuống bốn cái cảnh khổ mà được tái sanh làm người. Nhưng mà người khuyết tật thì trên cái đất nước của mình á, sau khi giải phóng, sau cái chiến tranh xong rồi đó, thì nó để lại cái di chứng đó là chất độc da cam. Thì rất là nhiều những cái người mà khi mà có thai cái đứa con của mình thì bị dị dạng. Hoặc là có những cái người đó mà khi mà có thai đó thì sanh ra trứng không. Sư cô có gặp một cái cô đó thì cổ rất là buồn, tại vì cổ nói thế này, bác sĩ nói với cổ đó, là nếu mà sau này mà cổ có lập gia đình với bất cứ một cái người nào đi nữa thì cổ cũng sẽ sanh thai trứng vậy thôi, cho nên cổ buồn. Thì những cái này nó chính là về mặt tâm linh, nó chính là những cái quả nghiệp. Cho nên bao giờ mình soi thấu, mình thấy được rằng trong bốn cõi khổ này đó, đặc biệt là súc sinh thì nó với người nó chung, nó sống chung trên cái mặt đất này. Và chúng ta làm sao đừng sát hại nó. Thì những cái cảnh khổ này chúng ta mới thoát được, còn không chúng ta không thoát được. Và chính Đức Phật cũng nói rằng là chiến tranh có mặt trên cái quả đất này là vì đêm đêm trong cái lò sát sanh nó còn có tiếng kêu thống thiết của những cái con vật bị người ta giết chết để ăn thịt. Và ngày hôm nay đó, người ta giết con vật chết đó, nó còn khủng khiếp hơn cái thời mà chưa có cái sự phát triển về cái vấn đề mà nó gọi là cái văn minh mà thiếu cái văn hóa. Giờ người ta nuôi một cái con vật đó để lợi nhuận thì người ta để thuốc tăng trưởng rất là nhiều để nó chống phì nộn ra, thịt nạc bán nhiều tiền thì là cho thuốc cho thịt nạc vô. Giờ như vậy chưa đủ, bây giờ trước giờ đem bán nó thì cán cái họng nó ra, đổ nước vô cho nó phình lên. Thì những cái ác nghiệp đó, người ta lấy cái tiền lời một con heo vậy đó là nó tăng lên khoảng 2 triệu đồng. Một con trâu, con bò tăng lên khoảng 5 triệu đồng. Nhưng 5 triệu đồng đó phải mua cái vé đi xuống như địa ngục và phải nếm cái mùi đó hàng tỷ lần, chứ không phải một lần, để cho bao giờ nhận thức ra rằng á, mình đối xử với một cái chúng sanh đầy đủ 6 căn như thế là cực ác, không có nên làm nữa. Chừng nào nhận thức được thì thoát, chưa nhận thức được vẫn cho rằng việc làm của mình là bình thường, không có gì hết thì ở trong đó. Cái đó là một cái sự thật. Cho nên nhiều lần sư cô cũng có nói rằng khi mình sinh ra ở trong một cái xứ sở mà từ cái thời mà dựng nước khởi đầu mà khai sơn lập quốc cho tới bây giờ là nó đằng đẵng là chiến tranh, thì nhất định mình đây đã có cái cộng nghiệp sát rồi. Cho nên bây giờ mình ý thức được ra vậy đó, mình thoát được trước nào mừng trước đó. Chứ còn cái ăn cái uống thì ai thích gì ăn đó, đâu có cản người ta. Ai thích gì thì sống như thế đó thôi. Bởi vì cái người ở cõi dục mà thích cái gì, thỏa thích cái đó thì người ta thấy hạnh phúc. Bây giờ người ta coi cái đó là hạnh phúc mà mình cản trở thì người ta không có vui. Người ta có thể oán mình. Nhưng mà khi mình học giáo pháp, mình biết cái gì, để mình nhận thức cái gì, để tự mình sẽ xét xem rằng mình sẽ ứng xử như thế nào. Mình ứng xử như thế nào để mà mình thoát ra khỏi những cái quả nghiệp do mình tạo ra thôi. Cái đó là cái mình phải suy nghĩ, mình phải trầm tư, mình phải lắng tâm mình lại và mình phải đưa đến một quyết định. Chứ còn cái dục lạc ở thế gian này thì nó đầy cám dỗ, mà không phải một sớm một chiều người ta có thể từ bỏ cái dục lạc người ta được.
Nhất là dục lạc này nằm trong cảm thọ. Cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ là cái mà nó quyến rũ người ta trong cái đời sống này, và cái mà người ta cảm thấy không thể thiếu được trong đời sống này, cho nên đâu có thể dễ bỏ. Nhưng mà chỉ khi nào người ta phân tích ra, người ta mới thấy rõ rằng cảm thọ lạc, cảm thọ hỷ này nằm trong pháp bất thiện, thì người ta mới buông được. Chứ người ta nghĩ nó là thiện, người ta nghĩ rằng là bây giờ cái đồng tiền mình làm ra cũng cực khó, mình thích cái gì mình ăn cái đó, đâu có gì tội lỗi đâu. Người khác giết mình đâu có giết. Người ta suy nghĩ vậy, nhưng người ta không biết rằng trong cái luân hồi, khi mình tạo tác ra như vậy thì đó, nó trổ quả trong tâm, trổ trong tâm. Cho nên người ta nói chất độc da cam. Và đừng tưởng bây giờ đã hết chất độc da cam trên xứ sở của mình, bây giờ còn nhiều lắm. Bây giờ quý vị đi khắp mọi nơi, nhất là những cái nơi mà người ta làm vườn, làm rẫy đó, thì chất độc da cam sử dụng hàng ngày, nó được pha loãng bằng cái thứ gọi là thuốc diệt cỏ. Sư cô quên cắt cái bài báo ra để cho quý vị coi đó. Có một cái làng đó, người ta sống rất là sung túc, và cái người dân ở đó rất là cần mẫn. Nhưng mà đa số những người đó đều chết bằng tự tử, và tự tử tập thể. Người ta không biết cái ma ám gì mà gia đình sung túc như thế này, vợ chồng hạnh phúc thế này, là chồng vợ để con lại mà treo cổ mà chết. Mất mấy năm dài người ta điều tra ra thì người ta mới biết được rõ thế này, là cái người dân ở đó, đất đai đó, người ta làm trồng rau, trồng cây, tức là người ta làm rẫy đó, thì người ta thứ nhất là ta dùng thuốc diệt cỏ, cái thứ hai nữa ta dùng thuốc trừ sâu, và ta canh tác liên tục luôn. Mà cả một cái làng làm vậy, cần mẫn siêng năng, và người ta bán những cái rau cỏ nó đi thì người ta sống sung túc lắm. Nhưng mà vì cái thuốc trừ sâu quá, là cái thuốc diệt cỏ đó, người ta mới hết vô mỗi ngày. Thì khi nó ảnh hưởng vào trong cái bộ thần kinh đó, thì không biết, vì trên khoa học người ta nói không biết cái tác dụng gì mà làm cho những người này đều có ý muốn tự tử. Mà cái tự tử này trở thành cái lây nhiễm. Còn nói về mặt tâm linh thì chúng ta thấy rõ là khi mà cái thuốc diệt cỏ đó ha, là khi người ta xịt đó, thì nó đâu phải chết cỏ đâu, chết tất cả những con vật sống trong cỏ và dưới cái cỏ đó. Rồi chưa hết đâu, khi mưa xuống đó thì nó sẽ trôi cái nước đó xuống những khe, những rạch, những suối, thì nó sẽ diệt hết những cái loài thủy sản như đó. Chưa kể là những cái con vật nào mà uống cái nước đó thì nơi cái thai bào của nó đều có những cái quái thai cả. Đây là đầy dẫy tất cả những cái vùng mà người ta đó là trồng trọt đều như thế cả. Sư cô có một cái chỗ ở trên Mandagui đó, thì khi người ta vào thu tiền, người ta nói mỗi hộ đóng 50.000. Sư cô hỏi tiền gì, người ta nói tiền người ta cũng như cỏ trong những cái lối đi mòn đó, với những cái cây dại nó lên đó, thì người ta xịt cái thuốc diệt cỏ cho nó chết hết, để cho cái lối đi nó sạch sẽ, thì mỗi nhà đóng 50.000. Thì sư cô nói là tôi không đóng 50.000 vì không phải tôi tiếc 50.000, mà vì tôi sợ cái nghiệp sát. Còn cái lối đi mà ngang cái khu vực cái đất của tôi đó, thì tôi tự nhổ cỏ lấy, tự làm sạch sẽ lấy, để không có phải là sử dụng cái thuốc diệt cỏ. Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi không có dám đóng 50.000 này. Phạt cái gì tôi cũng chịu, mà trừ cái chuyện tôi đóng 50.000 này. Đóng 50.000 này có nghĩa là tôi đồng ý sử dụng thuốc diệt cỏ. Mà thấy dùng như thế, thuốc trừ sâu cũng như
Đó là cái điển hình của một cái làng chết như thế, tự tử không. Và để lại những cái đứa nhỏ rất là tội nghiệp. Quý vị thấy không? Cái nghiệp sát chết. Nó chết từ trong trứng nước, từ con nhỏ cho tới con lớn. Mà những cái sinh vật đó nó không có cái khả năng kháng cự. Và quý vị đọc trong cái pháp cú, quý vị thấy mà khi Đức Phật muốn bảo vệ cho dòng họ Thích thì không bảo vệ được. Cuối cùng Đức Phật thấy ra rằng đó là do cái nghiệp sát mà dòng họ Thích này đó là phải gọi là giống như bị chết tập thể. Do nó cái bộ tộc này nó có một cái dòng sông nó đi qua thế này, thì cái dòng họ Thích nó nằm đây, những bộ khác hát nó nằm đây. Khi mà xảy ra tranh chấp về đất đai quyền lợi của các bộ tộc đó, thì dòng họ Thích mới bỏ thuốc độc xuống dòng sông này. Những cái bộ tộc này đó, con người thì cứ chết rồi, người ta sợ rồi, nhưng cái loài thủy sản đây chết hết. Và cái ác nghiệp này đó là dòng họ Thích phải bị chính người trong cái hoàng tộc này giết và chết hết. Chỉ có những người nào không tham gia cái này là còn sống. Và chúng ta hãy nhìn trên đất nước mình, vì thấy con kênh Nhiêu Lộc mà nó chết 7 tấn cá. Bây giờ bên Phú Mỹ Hưng nó cũng chết. Cái sông Tham Lương nó đen ngòm, nó bốc mùi hôi thối, thủy sản làm sao sống được. Nước chảy đến đâu, cái dân hai bên đường đó sống được không? Và cái lợi nhuận này từ cái nhà máy á, nó đổ những cái chất đi ra, thì cái ban giám đốc của nhà máy này, cái lợi nhuận đó mua được cái hậu quả thảm khốc của nó không? Không mua được. Và quý vị đã thấy Phật Mê-sa, nó chết như vậy là nó nổi trắng lên hết. Thì những cái con nhỏ nhất nó tuyệt chủng luôn. Thì ai sử dụng cái lợi nhuận từ đồng tiền đó, nó sẽ tham gia vào trong cái hậu quả này. Cho nên chúng ta nhớ nè, ở nhà mình đó không, cái chỗ mình rửa chén rửa bát không, cái chỗ mà mình cái bồn rửa của mình, tất cả từ những cái ổ đó, từ cái nước đi xuống cái lỗ đó đều có quỷ đói nằm đó. Cho nên cái nước sôi nước nóng mình luộc ra mình chế xuống đó là ác nghiệp của mình. Những cái loài quỷ đó thường á là cái bụng của nó rất là bự, mà cái cổ họng của nó như cái cây kim thôi, nên mỗi lần vậy nó cứ nhướng lên vậy rồi nó đứt cổ, đứt cuốn cổ chết. Và nó có mặt là bởi vì nó muốn hút hết tất cả của người khác về, còn ai chết mặc kệ. Sau khi nó rơi vào trong địa ngục rồi, con đường tái sanh của nó sẽ trở thành quỷ đói, nằm ở những cái nơi quế trượt đó và chết như vậy, không ăn được cái gì cả. Cho nên hốt của cải đi, ham lợi nhuận đi, để rồi cái hậu quả nó không lường được. Nó có cái giá của nó. Nên bây giờ đây, những cái người mà sanh ra bằng cái tâm quán sát thọ xả quả thiện vô nhân, không phải chỉ riêng ở nước Việt Nam. Sư cô đi qua bên Đức gặp một cái cô đó, cô làm cái nghề là khi những cái thai bào đó người ta lấy ra đó, thì nó đem ngâm trong thuốc. Và cổ là cái người đó mô xem xét nó, mô tả nó, rồi hợp tác luôn cái nhóm để tìm ra cái nguyên nhân nào mà lại có những cái đứa trẻ dị dạng như thế này. Người ta đang tìm cái nguyên nhân. Mà sư cô nghĩ người ta đang tìm cái nguyên nhân trực tiếp của nó, chứ còn cái nguyên nhân gián tiếp của nó thì chắc là người ta không có thể nào tiếp nhận được đâu. Cái nhân quả về tâm linh nói là như thế đó. Anh ta đừng có tưởng rằng mình bây giờ được lành lặn, được khỏe mạnh, thân ngoại mạng chung rồi mình sanh ra cũng lành lặn khỏe mạnh. Nếu đời này
mình làm cho những chúng sinh có đầy đủ lục căn như mình chết không có toàn thân, thì cái bài học này mình phải nếm trải. Đó là luật. Cho nên mới nói là chúng ta chỉ có thể thoát được đó khi bất cứ một cái gì mà nó đến trong cái đời chúng ta, những cái quả chúng ta trổ sanh ra đó, thì chúng ta phải học từ đó một bài học về tâm linh. Quả thiện cũng học về bài học tâm linh để chúng ta tiếp tục cái điều thiện của mình. Những cái khổ đau trong cái đời chúng ta cũng phải học từ đó, cái nhân gì đưa đến khổ đau này để chúng ta không có tái diễn cái nhân này nữa. Đó là cái bài học về tâm linh thì chúng ta thoát. Ở trong cảnh giới nào cũng như vậy, học được bài học tâm linh thì thoát. Không học được bài tập tâm linh thì nó sẽ lặp đi lặp lại hoài cho đến khi nào học được. Lý do là khi mà chúng ta tạo tác ra từ trong cái ý, từ trong khẩu, trong lời nói đó, thì những cái lộ trình này nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Và chúng ta có thể tính nó một giây đồng hồ là 1.000 tỷ sát na, thì chúng ta sẽ chia ra coi cái suy nghĩ khởi sanh lên một giây đồng hồ thì bao nhiêu lần. Vì vậy nó sẽ lặp đi lặp lại hoài cho đến bao giờ chúng ta học được bài học tâm linh này. Chừng nào chưa học được nó sẽ lặp lại. Cho nên là khi quý vị học kinh điển, bản thân của sư cô khi giảng kinh điển thì sư cô cũng có nói là quan trọng nhất khi mà những vị này đi sám hối thì ngay Đức Phật, ngay những vị thánh tăng cũng hỏi: con có biết vì sao con lâm vào cảnh này không? Ngài Xá Lợi Phất hỏi người mẹ 4 kiếp trước của mình: ngạ quỷ có biết vì sao mình trở thành ngạ quỷ không? Đức Phật đã biết rồi, Ngài Xá Lợi Phất cũng biết rồi. Nhưng mà câu hỏi này là để giúp đỡ cho cái chúng sanh rơi trong cái khổ cảnh đó, biết rõ cái nguyên nhân nào mình ở trong cái khổ cảnh đó. Khi mình biết rõ mình mới bỏ được, mình chưa biết rõ mình chưa có bỏ được. Đó là cái bài học về tâm linh mà tất cả những chúng sinh trong luân hồi phải biết. Không biết không thoát ra được, không thể nào được. Đó, cho nên là chúng ta sẽ thấy cái hoạt động của cái tâm tục sinh thứ hai nó là như thế. Nên cái này nó dính dáng tới cái giới thứ nhất rồi. Là nó là thuộc về cái nghiệp sát, thuộc về cái ác nghiệp. Bây giờ tới các cái tâm tục sinh tiếp theo. À, chúng ta nhìn đây, khi chúng ta làm gieo được các cái tâm thiện này đây thì chúng ta sẽ trổ được những cái quả thiện này. Như vậy chúng ta có 8 quả thiện: dục giới, đây là một, đây là một. Vậy là chúng ta có được 10 cái tâm tục sinh rồi. Bây giờ chúng ta nhìn đây, ở sắc giới thì chúng ta có 5 tâm quả sắc giới. Vô sắc giới chúng ta có 4 quả vô sắc giới. Đây, 4 tâm quả vô sắc giới. Như vậy tất cả chúng ta có 19 cái tâm tục sinh. Bây giờ chúng ta nói nè, 8 cái tâm thiện này nó có 4 cái tâm thiện ly trí và 4 tâm thiện hợp trí. Khi mà chúng ta tái sanh bằng một trong 4 cái tâm thiện ly trí này đó, thì cái người này có 2 nhân, gọi là người nhị nhân. Còn khi mà tái sanh bằng 4 cái tâm thiện hợp trí đó, thì đó là người tam nhân. Cái người nhị nhân này á, có thể làm cái người rất là tốt, nhưng mà đó, cái việc mà tu tập đó, thì trong cái đời này
không có chứng đắc được, không có thành tựu được là người dị nhân. Còn người tam nhân có đầy đủ nhân vô tham, vô sân, vô si, tức là trí tuệ. Thì người tam nhân này đó, nếu mà cái nhân trí tuệ cái đời này mạnh thì có thể chứng đắc đạo quả trong đời này. Mà người đi tái sanh bằng tam nhân này đó thì có thể tái sanh vào cõi người, có thể tái sanh vào cõi trời dục giới, làm chư thiên ở cõi dục giới. Vì vậy cho nên chúng ta thấy chư thiên ở cõi dục giới đó cũng có người là xuống thế gian này để tu và làm phước. Cho nên quý vị thấy là trước khi mình học mình có tụng cái bài thỉnh chư thiên, để cho những cái gì chư thiên này là những người tam nhân này người ta vẫn muốn học pháp. Có những người chỉ muốn đi làm phước nhiều hơn đi học pháp. Những người muốn làm phước nhiều mà không muốn học pháp là những người đó thiên về nhị nhân. Là ta có cái phước vô tham và phước vô sân. Cái người hiền lành, cái người tử tế, cái người tốt bụng, cái người có lòng nhân, người có lòng từ bi. Nhưng người ta không có đi sâu vào trí tuệ. Cái nhân đó nó không có được phát triển mạnh. Chứ còn sinh ra làm người là có nhân trí tuệ. Nhưng mà cái việc sử dụng nó yếu ớt, nó không có được mạnh. Cũng như mình có hai cái chân, nhưng mình không có chạy bằng mấy cái người mà người ta điều kinh đó, phải chạy giỏi, rèn luyện thì chạy giỏi. Mình cũng có mà đi đứng bình thường thôi, chạy chút chút thôi được, chứ không phải là hoàn toàn không có cái nhân trí tuệ mà có thể làm người. Người ta có nhưng nó yếu, thành ra mới nói là người nhị nhân, tức là hai cái nhân đó mạnh mà cái nhân đó trí tuệ nó yếu. Thì đấy là đây là tám cái quả thiện này. Cho nên thiện nhỏ thiện lớn gì cũng làm hết á, làm cái điều tốt thì cái tám cái tâm quả thiện này đưa chúng ta đi tái sanh lại làm người, hoặc là chúng ta tái sanh lại được ở trong cái cõi chư thiên dục giới. Còn cái những cái bậc mà đắc thiền định sắc giới thì được tái sanh vào cõi chư thiên sắc giới. Những cái bậc mà đắc thiền vô sắc giới thì được tái sanh vào cõi chư thiên vô sắc giới. Nhưng mà tất cả những vị này đều còn luân hồi, còn luân hồi hết. Thì như chúng ta biết cái người ở cõi dục á, thì nó có thiện và có bất thiện. Cái người mà tu tập mà thành tựu ở cõi thiền định sắc giới, thiền định sắc giới, thiền định sắc giới đó thì cái tham sân si của người ta còn nhỏ. Đến cái thiền định vô sắc giới đó thì cái tham sân si người ta nhỏ nữa. Nhưng mà không có nghĩa là nó hết, nó còn. Và chính vì cái chỗ này nè mà nó còn luân hồi. Cho nên là cái những cái chị mà đắc cái thiền này đó thì những cái quế nhiễm của người ta đó nó được thu gọn lại, nhưng mà cái tham người ta vẫn còn. Cái tham của người ta nó không tham như ngồi cõi dục, nhưng mà người ta muốn hưởng cái niềm vui của việc đắc thiền này, người ta không muốn rời bỏ nó, người ta dính vào trong cái niềm vui của cái trạng thái tâm đắc thiền định sắc giới. Vì vậy ta dính mắc vào đó thì ta còn luân hồi. Và 19 tâm tục sinh này đó thì nó lại có tới 20 cái tái sanh. Thứ nhất là 19 cái tái sanh này đã giảng rồi, còn cái tái sanh mà thứ 20 đó nó nằm chỗ này. Nó nằm ở chỗ khi mà một cái vị mà đắc cái thiền định sắc giới rồi đó, thì vị này mới thấy rằng là để mà tu được cái thiền định sắc giới đó thì mình phải
giống như là phải định tâm, cái tâm mình phải an trú trong đề mục rất là lâu dài. Mà nếu như mình mà không có một cái đề mục nào đó để nó an trú thì nó sẽ quậy phá, nó lộn xộn như đó. Cho nên người này trong cái lúc mà đặt thiền đó thì người này nghĩ như này: mình không có tâm là tốt hơn. Người ta suy nghĩ có cái tâm nó quậy dữ quá, nó làm lộn xộn quá, tập luyện nó rất là khó. Người này phát cái tâm suy nghĩ vậy đó. Thì khi cái vị mà đặt thiền này đó, khi thân huệ mạng chung thì cái tử người này nó khác. Là cái người này tử thì không có tục sinh bằng tâm tục sinh, chứ không có tục sinh bằng danh pháp, mà nó tục sinh bằng cái này đây. Tục sinh bằng cái sắc mạng quyền đây. Đây, mạng căn mạng quyền này. Người này sẽ tái sanh bằng cái sắc mạng quyền. Lạ chưa đó. Thì cái người này đó là khi sanh ra như vậy đó thì họ là cái người mà gọi là giống như là vô tưởng, không có cái tâm. Người ta sống vậy là như vậy, là tính ra là 500 kiếp quả đất để sống vậy. Cho đến bao giờ người ta tự ta suy nghĩ ra, tự người ta nhận thức ra rằng là cái này rồi cũng không được, người ta sẽ đi ra khỏi cái chỗ đó. Như vậy 20 tâm, xin lỗi, 19 tâm tục sinh, nhưng mà nó sinh ra là tới 20 dạng. Và nói về cái cách mà sinh sản đó, thì như chúng ta biết đó, người ta có thể sinh ra trong thai sinh. Ví dụ như con người là thai sinh, trâu chó gà, xin lỗi, trâu chó heo, có những cái con vật đó là nó có thai rồi nó sanh con thì gọi là thai sanh. Quý vị một lần nữa để thấy nha, khi Đức Phật nói về pháp chân đế thì Đức Phật mới nói đến lục căn, những chúng sinh có lục căn. Như vậy tất cả những con vật mà chúng ta ăn thịt nó đều có lục căn đầy đủ hết. Và nó chỉ khác nhau ở chỗ nào mà nó sanh ra làm súc sanh, nó khác nhau ở cái có phần này đây. Đây, nó thì có cái tâm si nặng, còn con người có trí tuệ, khác nhau có chút xíu đó thôi. Mà cái lục căn của nó là ở trong cái thân thể của một cái loài vật. Con người có trí tuệ thì đã được ở trong thân thể của loài người, khác nhau có chút xíu đó thôi, chứ lục căn. Như vậy con người nhờ có trí tuệ mà có tánh linh, nhờ có trí tuệ mà có thể tiến hóa được. Nhưng vì cái tham dục trong ăn uống mà nó che khuất lại, cho nên mình tạo cái ác nghiệp là giết những cái chúng sinh có sáu căn. Mà nhất là những chúng sinh mình nuôi trong nhà thì bao giờ cũng là quyến thuộc. Đừng có tưởng mình nuôi con gà nó không liên quan gì mình hết, nó là quyến thuộc. Nuôi con chó là quyến thuộc. Có người nuôi chó để ăn thịt, nuôi bò, nuôi trâu, nó là quyến thuộc. Không thể nào là không nói là quyến thuộc được cả. Nhưng mà chúng ta ăn thịt nó đầy đủ lục căn. Chúng ta là con người có trí tuệ mà che cái trí tuệ mình lại bằng cái thọ hưởng, cái dục lạc trong cái ăn uống, che lại. Để làm chi? Để rồi mình sẽ tái sanh y như vậy và học cái bài học này, cho đến bao giờ mình kết thúc cái chuyện sai lầm của mình thì thôi. Đó là lục căn đầy đủ. Đức Phật nói nhé, Phật nói lục căn, chúng ta có tạo nên cái điều này không? Vậy nó khác nhau giữa bốn hạng người khổ và cái hạng làm người và cái hạng làm chư thiên, là bảy loại chúng sinh tất cả như thế. Cho nên thai sinh không phải chỉ có ở con người, mà thai sinh còn có ở các loại súc sanh. Cái thứ hai là noãn sanh.
tức là sanh ra trứng rồi mới là trứng mới nở ra con, thì phần lớn là súc sanh. Nhưng mà như sư cô có nãy có nói đó, có những cái người mà sanh ra chỉ có cái thai bào đó chỉ là trứng thôi chứ không có thể có con được. Có cái chuyện vui mà ai cũng biết đó, là cái nguồn gốc tổ tiên của dân Việt Nam, con rồng cháu tiên đó, thì là cái người mẹ là sanh ra 100 trứng, 100 trứng nó mới nở ra 100 con. Con rồng cháu tiên là vậy. Thì vậy nó có thai sanh, có noãn sanh, có thấp sanh và có hóa sanh. Hóa sanh là khi mình làm ma, làm Atula, làm quỷ, địa ngục nè, hóa sanh. Tái sanh làm cõi chư thiên là hóa sanh. Rồi ngoài ra là thấp sanh, tức là cái chỗ nào mà cái điều kiện của nó ẩm ướt, nó nhóm hợp lại, thì nó sẽ phát sanh ra những cái con sinh vật mà nó sống tại chỗ đó. Sư cô có một cái lần đó, không có dám nói chắc, nhưng mà thấy lạ này, là cây bích một cái hồ tắm đó, thì mới lấy cái hồ con nít bơi á, thì mới cho ra ngoài vệ đường, cái đường phố đó, mới đào lấy cái một ít đất với cỏ đó để đắp xuống đó mà giống như mình làm cho nó có cái đất kìa, mà mình không có đất thành ra lấy cái đó đem xuống, thì sau đó mới đưa nước máng vào, thì không biết một thời gian sau là tép có nè, ốc nhỏ có nè, những cái con cá con nó cũng có nè, mà không có hề có ai gieo giống cả. Thì sư cô không biết chắc cái đó có phải là thấp xanh hay không, nhưng mà có cái loại thấp xanh mà dễ thấy nhất là các loại vi trùng, các loại vi khuẩn là nó sinh ra từ trong thấp xanh nó mới có những cái đó. Thì như vậy là có 4 cái cách để xanh: thai xanh, noãn xanh, hóa xanh và thấp xanh. Thì trong cái luân hồi đó 31 cõi thì những chúng sanh sanh ra dưới 4 dạng. Thì cái con đường luân hồi là chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy nó đi như vậy. Thì nãy chúng ta nói nè, cái tâm tục sanh nó đưa lên tái sanh. Thì cái tái sanh này tất cả đều do quả hết, tất cả đều do các cái tâm quả hết. Thì tâm quả này ai tạo ra? Chính bản thân mình tạo ra. Điều thiện này cũng do mình tạo ra, cái đắc thiền này cũng do mình tạo ra, đắc thiền vô sắc giới cũng do mình tạo ra. Như vậy sự tiến hóa tâm linh này là cũng do mình chọn cái con đường tiến hóa đó mà mình lần lần mình thoát khỏi. Rồi từ cái nền này đó chúng ta mới có thể bước qua để mà đi vào cái dòng thánh. Còn á, cái con đường thoái hóa chúng ta là chúng ta làm cho tăng trưởng cái pháp bất thiện này đó, để đưa đến luân hồi. Cho nên khi mà chúng ta năm giới đó, chúng ta thấy nghiệp sát đứng hàng đầu, không phải tình cờ mà Đức Bổn Sư nói nghiệp sát đứng hàng đầu. Sư cô nói đi nói lại là do cái miệng mình ăn mà nghiệp sát đứng hàng đầu, do cái làm giàu làm có của mình mà nghiệp sát đứng hàng đầu, giết người ta, hại người ta, cướp của, trộm tranh người ta, làm bao nhiêu cái điều ác vì lợi nhuận của mình, giết hại những cái sinh vật khác không có ngần ngại. Vì thấy những cái lò sát sanh giết không ngần ngại, và giết tất cả những con vật khỏe mạnh, chứ không phải giết những con vật đã chết. Thì đó là cái ác nghiệp mà tạo ra. Rồi cái ác nghiệp này nó hình thành cái cộng nghiệp. Khi mà có cầu thì có cung, nó là cái luật, nó đi trong cái cộng nghiệp sát với nhau. Rồi phải chia sẻ như vậy đó. Cho nên trở lại cái này chút xíu, là khi những cái chúng sanh mà nó sanh ra nó bị tật nguyền, bị ương yếu, bị bệnh hoạn thế này, trong cái gia đình nào thì tất cả những người mà
có trách nhiệm, có tình cảm nuôi cái đứa nhỏ đó chính là cái cộng nghiệp với nhau. Cho nên đừng có tưởng là cái cộng nghiệp nó không có ảnh hưởng. Cộng nghiệp ảnh hưởng rõ ràng. Và nếu chúng ta đi từ chối cái cộng nghiệp đó thì chúng ta đang nhân cái cộng nghiệp đó lũy tiến lên. Giết được nhưng có ngừng lại không? Không ngừng lại. Giết nữa được, có ngừng lại không? Không ngừng lại. Mà nó lũy tiến. Bởi vì chúng ta đã ứng xử với cái quả của mình bằng cái ác hơn nữa, thì cái này nó chỉ tăng thôi, nó không có giảm. Quyền giết là quyền mình, mà cái quyền để mà thể hiện cái lòng từ bi của mình cũng là cái quyền của mình. Và chính cái từ bi của mình thì mình mới giải quyết xong cái cộng nghiệp này. Còn nếu mình từ chối nó bằng cái ác của mình thì nó chỉ tăng, không bao giờ giảm. Mà xin nhắc lại một lần nữa, không phải cái chuyện mình ứng xử như vậy mà mình đây trên đường luân hồi có thể giữ nguyên cái thân người của mình đâu. Mà mình sẽ ở vào cái vị trí của người bị hại để học một bài học về tâm linh là ác nghiệp là gì. Cũng như khi mà mình làm cho người ta chết mà ta phải tan nát. Có hai thứ tan nát. Tan nát về thể chất và tan nát về mặt tâm linh. Thì cái mình gánh nhận là mình sẽ được hiểu thế nào là tan nát. Và nó chưa phải một kiếp. Nó sẽ lặp đi lặp lại với ở đây. Khi mình gieo trồng nó lặp đi lặp lại. Mà nó không phải có một lộ. Nó tái lặp đi tái lặp lại. Thì chúng ta sẽ trực tiếp học những cái lộ trình tâm này để chúng ta thấy nó hoạt động như thế nào. Không có một chút xíu gì gọi là mê tín cả. Chúng ta có thể thử nghiệm để biết cái điều này. Cho nên nhân quả ở trong hiện kiếp của chúng ta. Và cái mà chúng ta ứng xử để chúng ta tạo tác thì nó sẽ hình thành cái mà chúng ta làm. Hiển nhiên đó là như vậy. Không có ai suối bảo mình đâu. Bởi vì khi chúng ta tạo tác là chúng ta hình thành cái nghiệp, tiếp tục cái nghiệp, tiếp tục tăng trưởng, đẩy mạnh cái dòng nghiệp đó. Chúng ta hãy nghe trong cái Kinh Tương Ưng. Kinh Tương Ưng có nói về vấn đề tái sanh như thế này. Như xương người chết chất thành đống, sống trong vô lượng kiếp, có thể cao như núi lớn, bậc đạo sư dạy như thế. Nó cao lớn như núi Vipula, phía bắc của núi Linh Thú, núi của thành phố xứ Magadha. Khi người đạt được tuệ quán sẽ thấy được tứ thánh đế, khổ và nguyên nhân của khổ. Niết bàn là con đường hạnh phúc, con đường thánh đạo tám ngành, dẫn đến chấm dứt khổ đau. Vị ấy có thể luân hồi không quá bảy kiếp làm người, sẽ đoạn trừ mọi đau khổ và tất cả là 10 kiếp sử. Đó là bài Kinh Vô Thủy ở cái chương thứ 15 trong Tương Ưng. Và nơi đây nó có câu này: khi người đạt được tuệ quán sẽ thấy được tứ thánh đố, đế, khổ và nguyên nhân của khổ. Như vậy từ sáng giờ sư cô giảng để quý vị thấy nguyên nhân của cái khổ trong cái luân hồi đó là nó do mình ứng xử với tất cả những cái quả của mình. Chúng ta suy nghĩ vậy để chúng ta chọn lựa rằng chúng ta muốn tiếp tục khổ hay chúng ta chấm dứt cái khổ. Cho nên con người làm cái con người có cái trí tuệ thì phải biết cái sám hối. Cái sám hối có nghĩa là thấy cái khổ của mình, nhận ra cái nguyên nhân của khổ. Vậy vậy biết mình đúng hay là sai. Nếu mình sai thì mình nguyện không có tiếp tục nữa. Và thấy mình sai thì bây giờ mình nguyện phải bù đắp.
cho tất cả những cái chúng sinh nào mà mình đem đến cái khổ cho người ta phải bù đắp lại. Nếu mình biết như vậy đó thì mình gieo trồng cái tốt hoài. Trước cái khổ mình vẫn gieo trồng được cái tốt. Và chỉ có con đường đó là con đường duy nhất để mình thoát ra. Cái ứng xử đó là cái ứng xử mà đưa ra mình thoát khổ. Cho nên cái tứ đế đó, cho mình thấy cái khổ hiện tại của mình nó khổ như thế nào, và cho thấy cái nguyên nhân trực tiếp cũng như nguyên nhân gián tiếp tạo nên cái khổ. Và mình biết rằng cái khổ này kết thúc được khi trong tâm mình có đầy đủ bát chánh đạo, có nghĩa đầy đủ giới định tuệ. Thì giới đó sẽ giúp cho mình á, những cái gì nằm trong giới đừng phạm. Và khi cái cảnh khổ hiện ra thì phải biết là mình đã phạm giới nào. Phạm giới nào thì sám hối cái giới đó. Và thay đổi bằng cách á, là hành cái giới mà nó đem đến cái sự tích cực thiện lành cho chính mình. Thì như vậy mình mới thoát qua được. Hôm nay thì cái phần về cái tâm tục sinh, cái tâm tử và cái tâm hậu kiếp á, là chúng ta mới nói qua thôi chứ chưa có phải đầy đủ. Và khi chúng ta bắt đầu đi học vào trong cái từng phần đó thì chúng ta sẽ mổ xẻ thêm, sẽ nói thêm nữa. Xin mời tất cả quý vị nghỉ.